Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh sách nói audio Book Chuyện Đời. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời của Tôn Tử qua Tôn Tử Chuyện. Tôn Tử Chuyện, phần 2, chương 5. Thắng cảnh Dịch Sơn, Ngao Du non Thái. Ở trên vừa kể, sau khi tiệc tàn, huyện lệnh với Điền tướng quân đang ngồi ở phòng khách bàn công việc. Còn Điền Vũ thì được gia nhân đưa đi thăm phố phường An Lạc. Bỗng có nha dịch hốt hoảng vào cấp báo, cậu ấm Điền bị ngã xuống nước, không thấy đâu nữa. Nghe tin ấy mọi người đều thất kinh. Người thì ngất ngã ra ngay tại chỗ, người thì há hốc mồm ra mà nhìn nhau. Thành phố Lạc An nhỏ và xinh, phong cảnh cũng đẹp đẽ, phố xá rộng rãi phong quang, cảnh buôn bán cũng ồn ào náo nhiệt. Tế Thủy là dòng sông từ phía nam, chảy tới góc tây nam của thành phố lại đổi dòng quẹo theo hướng tây nam, thành ra một hào nước tự nhiên bảo vệ phía tây nam thành phố. Điền Vũ như một con vịt, ngay từ bé đã thích nghịch nước, nhìn thấy nước là ngứa ngáy chân tay, thế nào cũng phải xuống mà vầy cho thỏa thích một phen. Sinh ra và lớn lên bên bờ sông Chi Thủy, Điền Vũ đã biết bơi lội từ lâu, cho dù có được ngâm cả ngày trong nước cậu cũng không hề chán bao giờ. Điền Thư quanh năm xa nhà, đương nhiên là không biết được thói quen ấy và tài bơi lội của cháu mình. Điền Vũ đến đây, thấy Tế Thủy có nhiều điểm khác hẳn với Chi Thủy. Chi Thủy luôn ngầu đục, Tế Thủy lại trong xanh. Chi Thủy chảy cuộn cuộn, sóng kêu rì rầm, Tế Thủy ngoan ngoãn hiền tử. Ở bên ngoài thành Lạc An, dọc theo bờ Tế Thủy, cây xanh hoa đỏ tọa nên sự tương phản kỳ thú. Tiếng ve, tiếng ếch, rộn rã vô cùng. Hươu thỏ đùa nhau trong lùm cỏ, chim chóc đua bay quanh rừng cây. Lại nhìn ra bờ sông Tế Thủy nước xanh sóng biếc, vịt thì xám, thiền nga thì trắng thấp thoáng xen lẫn những cánh buồm xa xa hoặc những chiếc thuyền câu với ngư ông ngồi lặng lẽ buông cần. Tơ liễu mơn man trên mặt nước, hoa rụng cuốn trôi theo dòng, giọng hò vẳng trên sông hòa với tiếng cười ở ngoài roi cát. Những cô gái ra sông giặt sợi, lưng như cành liễu uốn cong cúi xuống ngẩng lên, nhịp nhàng như gà mổ thóc, muôn ngàn sợi tơ tình như muốn gửi vào dòng nước. Những chàng trai đạp guồng nước trên bờ, vai rộng như hổ, lưng lằn như gấu, nhảy lên nhảy xuống trên bàn đạp, chẳng khác chi những con chim trích truyền cảnh. Con sông Tế Thủy thật là xinh đẹp vô cùng, trong bức tranh ấy lại xôn xao tiếng động. Nếu là bài ca lại rực rỡ sắc màu, nếu là thơ lại thấy ngọt ngào dư vị. Điền Vũ mấy lần muốn xuống sông để vẩy nước cho thỏa thích, nhưng những người cùng đi dứt khoát không cho. Điền Vũ cũng thôi không tranh cãi với họ làm gì. Đi đến một chỗ, bỗng sảnh chân rơi xuống nước, nhô đầu lên mấy cái, rồi chìm xuống không thấy tăm hơi đâu nữa. Cả chục người đi dọc theo bờ sông, người thì chạy trên bờ, người thì bơi thuyền dưới sông, người thì gọi, người thì lo toát mồ hôi. Bỗng một giọng non trẻ ở đâu vẳng tới: "Tôi ở đây kia mà." Mọi người chạy về phía có tiếng gọi. Ở chỗ dòng sông chảy quẹo đi, có một cây liễu mọc ngả ra bờ sông. Cậu ấm Điền đang vắt vẻo cưỡi trên thân cây liễu đó, hai chân thõng xuống, quả nước kêu bòm bõm, vẩy nước thật vô tư. Tóm lại là chưa đến nỗi thành tai họa, mọi người chỉ phải một phen hết hồn mà thôi. Nỗi lo âu và từng trái tim thắc thỏm của mọi người đều dần dần yên ắng lại. Sự việc này đã nói lên rằng, bất kể việc gì Điền Vũ đã định làm thì chẳng ai có thể ngăn cản được. Từ huyện thành trở về, Điền Vũ bị ông mình mắng cho một trận nên thân, thậm chí xòe cả bàn tay giơ lên gió cao. Chỉ có điều rồi lại không tát vào mặt Điền Vũ. Sự thông minh và mưu mẹo của Điền Vũ chẳng mấy chốc mà đã đồn đại xôn xao khắp thành phố, thậm chí còn đồn thổi tô vẽ thêm. Đến Tề Cảnh Công và Yến Anh cũng đã nhắc tới với Điền Thư. Cuối hạ sang thu, tại Bách Tẩm Đài, Tề Cảnh Công với Yến Anh tiến hành một cuộc duyệt binh rất lớn. Điền Thư đảm nhiệm vai trò tổng chỉ huy cho lần duyệt binh này, và theo lệnh vua mang cả cháu đi theo. Bách Tẩm Đài ở chỗ cách thành Lạc An 8 dặm về phía đông 6 do năm nào Tề Hoàn Công xây dựng để liên minh chư hầu, nên còn gọi là Đài Hoàn Công. Đài cao 3 trượng, diện tích hơn 10 mẫu, trên đài điện các nguy nga, miếu đều hùng vĩ, đình tạ nhấp nhô, thông già bách xanh, che kín một vùng âm u, tào nhã. Dưới đài có một bãi tập rộng tới cả 100 mẫu. Lễ duyệt binh sẽ diễn ra ở bãi này. Chiến xa,
kỵ binh, bộ binh, mỗi loại xếp thành hàng thành khối vuông, tinh kỳ phấp phới, oai phong lẫm liệt. Nhìn tướng lĩnh ai ai cũng tỏ ra uy vũ hùng tráng. Nhìn binh lính thấy người nào người nấy hăng hái sẵn sàng. Nhìn chiến mã, vừa to vừa khỏe. Nhìn binh xa, xếp ngay ngắn như rừng. Nhìn binh đao, ánh thép sáng lòa. Nhìn mộc trắng, sáng ngời chói mắt. Nhìn bãi tập, tràn ngập oai phong. Nhìn thế trận, chỉnh tề nghiêm túc. Nghe tiếng hô, vang dội núi sông. Các tráng sĩ của ba thứ quân đều hành động theo hiệu cờ trong tay của Điền Thư. Chỉ đông là sang đông, chỉ tây là sang tây. Đội hình biến đổi nhanh chóng gọn gàng. Các thứ quân xen nhau hợp lý và không hề lộn xộn. Đi đến trước đài kiểm duyệt, tất cả đều ngẩng cao đầu, sải rộng chân nghiêm trọng như khối núi. Nhất loạt tung hô vạn tuế, tiếng hô vang lừng một góc trời. Ngay giữa bãi tập lại đắp một cái hào, cao chừng 10 trượng, rộng đến 5 mẫu. Một đội bộ binh, theo bậc mà lên xếp thành một hàng dọc, thẳng như kẻ chỉ. Một hiệu lệnh vang lên, quân lính theo nhau thẳng tiến, đi đến mép đài cao. Nếu chủ soái chưa ra lệnh dừng lại, các binh sĩ ấy sẽ theo nhau ngã xuống chân đài mà chết. Lễ duyệt binh đã thể hiện đầy đủ sự uy nghiêm và thiêng liêng không thể xâm phạm của một nước lớn ở phương Đông. Đội quân với vũ khí và ngựa xe huấn luyện đâu ra đấy như vậy, tất sẽ không ai thắng nổi. Sẽ vô địch trong thiên hạ và đi lên không gì cản nổi. Xem duyệt binh, Điền Vũ rất lấy làm cảm động. Cậu tự thấy kiêu hãnh khi được làm một người dân nước Tề và càng tự hào khi được làm cháu của Điền Thư. Cậu quyết tâm sau này lớn lên cũng sẽ làm một chủ soái, làm một tướng lĩnh như ông mình bây giờ, chỉ huy thiên binh vạn mã, làm mưa làm gió, chinh chiến ở biên cương. Tề Cảnh Công vênh vang đắc chí, sau lễ duyệt binh đã cho mở tiệc linh đình để ăn mừng và khao thưởng văn võ bá quan. Đương nhiên là Điền Thư cùng với Cảnh Công và Yến Anh cũng tham gia buổi tiệc. Điền Vũ cũng theo lệnh được ngồi mâm tiệc với ông mình. Làm vua không phải ai cũng khiến người ta những nhìn mà sợ. Cảnh Công rất bình dị và gần gũi mọi người. Điều đó có thể cũng có liên quan tới ảnh hưởng của Yến Anh. Nhất là ông rất thích những đứa trẻ ngây thơ hoạt bát, coi chúng là niềm hy vọng và tương lai của đất nước sau này. Trong bữa tiệc, Cảnh Công luôn giữ Điền Vũ ở bên mình, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác để thử sự hiểu biết tài học của cậu bé này. Thậm chí có lúc còn ôm cậu vào lòng, áp sát lại và thơm lên đôi má cậu. Nghe con không biết sợ hổ, Điền Vũ chẳng có gì tỏ ra là sợ sệt e dè. Hỏi đến đâu, cậu cứ đàng hoàng thao thao trả lời trôi như cháo chảy. Cậu suy nghĩ nhạy bén, nói năng lanh lợi. Có khá nhiều vấn đề Cảnh Công nêu chẳng những nói được ra, trả lời chính xác mà lại tỏ ra biết nhìn nhận, có phân tích, có căn cứ, nói có đầu có cuối. Cậu chớp chớp đôi mi mắt dài, hay khẽ đưa đi đưa lại trong mắt tinh khôn, thì chỉ trong nháy mắt đã nêu ra một ý định, một lý lẽ nào đó, làm cho mọi người trong bữa tiệc không còn bụng dạ nào mà thiết uống rượu nữa, mà đều xúm lại nêu ra đủ các loại câu hỏi kỳ quái. Lễ duyệt binh đương nhiên thể hiện được uy danh và sự vì nể của nhà vua đối với Điền Thư. Bữa tiệc vui cũng nâng cao được địa vị của họ Điền trong triều đình, nhưng đồng thời cũng gây nên sự đố kỵ của những người trong hai dòng họ Loan, Cao, làm tăng thêm mối mâu thuẫn giữa các quan lại cùng triều, gieo rắc sẵn mầm tai họa. Hai ông cháu không thể rời được nhau. Điền Vũ đã cùng đến Lâm Chi ở với ông mình. Tháng 8, mây trong trời cao. Tới ngày 12, một vầng trăng to như chiếc ô treo lơ lửng trên trời. Ánh sáng nhạt lung linh như nước chiếu cho mặt đất sáng như ban ngày. Điền Vũ ngồi dựa vào lòng ông nội, nài ông kể chuyện cho cậu nghe. Dừng lại một lát, sau đó ông nội đã kể cho cháu mình nghe chuyện Ninh Thích và Quản Trọng khi họ mới gặp nhau. Ninh Thích là người nước Vệ, hiểu biết rộng, tài ba hơn người, lập chí muốn phò tá một đấng minh quân, làm nên một sự nghiệp cho đất nước quân mạnh nước giàu. Nghe nói Tề Hoàn Công có chí lớn và hoài bão lớn lao, đã giao Quản Trọng làm tướng quốc, chiêu hiền nạp sĩ, những mong cho quân mạnh nước giàu để xưng bá trong thiên hạ. Nhưng vì chưa biết thật giả thế nào nên định cất công sang nước Tề đi thăm dò xem thực hư thế nào. Nhưng vì nhà nghèo rớt mồng tơi, nước Vệ sang nước Tề đường xá xa xôi, nên muốn sang Tề lại không có tiền. Ông bèn đi làm thuê, đánh xe ngựa cho một đám nhà buôn sang nước Tề. Đám lái buôn lại dùng xe bò, ngày đi đêm nghỉ. Cuối cùng,
một hôm đã đến bờ sông Khang Lãng ở ngoại kinh thành Lâm Chi. Trời đã tối, cổng thành lại đóng. Họ không thể vào được, đành phải ở ngoài thành tạm ngủ một đêm, đợi sớm hôm sau vào thành. Ninh Thích thêm thức ăn cho bò, rồi vào nằm trong căn lều cất tạm, tính chuyện làm thế nào để gặp được vua Tể. Bỗng nghe thấy tiếng người xôn xao, Ninh Thích không biết là đã xảy ra chuyện gì, và ra ngoài lều nghe ngóng. Bỗng thấy từ phía kinh thành Lâm Chi có một toán người ngựa chạy tới, đèn lồng trên tay chiếu sáng như ban ngày, chen chúc nhau, khí thế khác thường. Qua dò hỏi mới biết rằng đó là Tề Hoàn Công dẫn Quản Trọng và một số người khác nửa đêm ra ngoài thành tiếp khách. Ninh Thích chợt nghĩ ra điều gì, bình thản đi đến trước chỗ buộc bò. Thấy Tề Hoàn Công đến gần, bèn vừa thêm cỏ cho bò, vừa gõ nhịp vào sừng bò mà hát Nam Sơn đá lẫn than, đá trắng nát tan. Sinh ra không gặp thời Ngưu Thuấn, vải thô áo cộc lưng ống chân, từ sớm chăn bò tới nửa đêm, đêm dài rằng giặc bao giờ sáng. Nước sông Khang Lãng đá sáng trắng, nuôi cho cá chép dài thước rưỡi, vải thô áo đơn ngang ống chân, sáng sớm chăn bò đến nửa đêm, bê con lên dốc mới đi nghỉ. Ta sẽ bỏ người làm tướng quốc nước Tề, ra cửa Đông Hề qua bậc đá, trên có tùng bách xanh che dày, áo vải thô hề lẫn gai. Đến giờ chưa gặp vua Ngưu Thuấn, chúa ơi hãy cố mà ăn cỏ. Đại thần tôi ở bên người, ta sẽ cùng người đi nước Sở. Đại ý bài hát muốn nói rằng, đừng có thấy ta nghèo, áo quần rách dưới thế đấy, nhưng ta đang đi tìm một bậc quân vương như Ngưu Thuấn. Nếu nước Tề dùng ta, ta sẽ ở lại phò tá vua nước Tề, tại vì đất nước này thật tốt. Nếu không, ta đành phải đi nước khác mà thôi. Nghe ngụ ý lời ca này có điều gì khác, Tề Hoàn Công biết ngay người này nhất định sẽ có học vấn, lệnh cho Quản Trọng hôm sau đi tìm Ninh Thích, hỏi ông có muốn ở lại nước Tề làm quan hay không. Ngày hôm sau, Quản Trọng vội vã đi tìm Ninh Thích. Sau khi hai người xưng tên với nhau, bỗng trở nên rất tâm đầu ý hợp. Cuối cùng Quản Trọng hỏi Ninh Thích có muốn ở lại nước Tề làm quan hay không. Ninh Thích nghe xong, chỉ mỉm cười nói mỗi câu bạc bạc nước trong rồi không nói thêm gì nữa. Ngay lúc đó, Quản Trọng chẳng hiểu câu nói ấy của Ninh Thích có hàm ý gì, nhưng cũng không tiện hỏi, đành cáo từ ra về. Kể đến đây, Điện Thư quay sang hỏi cháu. Cháu có hiểu ý câu nói của Ninh Thích không? Ông ta có bằng lòng ở lại nước Tề để làm quan không? Rõ ràng Ninh Thích tỏ là muốn ở lại nước Tề làm quan, phò tá Hoàn Công, xương bá chư hầu. Quản Trọng không hiểu được ý đó ạ. Điền Vũ chẳng cần suy nghĩ, trả lời ngay. Câu trả lời rất quả đoán, không dễ nghi ngờ. Cháu làm sao mà biết được? Điền Thư kinh ngạc hỏi lại. Điền Vũ nói như giải thích. Chả lẽ ông quên rồi sao ạ? Ngày xưa có một bài Bạch Thủy Thi viết rằng, bạc bạc nước trong, cá bơi thoăn thoắt, vua đến với ta, thì ta ở lại. Nước chưa yên hàn, yên lòng sao vậy? Thế chẳng phải tình nguyện xin ở lại phò tá nước Tề trị vị thiên hạ đó sao? Điền Thư nghe xong, ôm chặt cháu vào lòng mà hôn hít, cà tròn râu dậm vào cái má bầu bĩnh của cháu. Trong lòng như có lửa ấm, như có mật rót, như ai sông hương, sao mà ngọt ngào, sao mà thơm tho làm vậy. Một hôm, Điền Thư được rỗi, lại dắt tay Điền Vũ đi chơi núi Ngu Công. Núi Ngu Công nguyên tên là Đỗ Sơn, ở chỗ hơn 20 dặm về phía tây thành Lâm Chi. Đây là một quả núi mồ côi, xé đất mà lên, ngang nhiên đứng một mình, trêu chọc lên trời xanh, chân rộng hàng mấy dặm, cổ thụ ngút lên tận trời, gai góc dây leo chẳng chịt, đá lạ lởm chởm như rừng, thú gầm chim hót. Điền Thư vai đeo lương khô, ngang lưng thắt bầu nước, tay trái dắt cháu, tay phải cầm kiếm vạch lá chặt gai, xua rắn giết sói, quanh co khúc khuỷu, nhấp nhô gập ghềnh, tốn hết bao nhiêu công sức chẳng biết, nhưng rốt cục đã lên đến đỉnh núi. Lên cao nhìn được xa, sông dài, biển rộng, đồng gò đồi, phố phường khắp nơi đều nằm gọn trong tầm mắt, không sót thứ gì. Điền Thư đưa tay chỉ từng hình sông thế núi, giảng giải cho đứa cháu lúc nào cũng khát khao hiểu biết của mình về Bột Hải, Hoàng Hà, Chi Thủy, Tế Thủy, Thời Thủy, Nhữ Thủy, Lâm Chi, Thiên Thừa, Lạc An, Bắc Sơn, Ngưu Sơn, Thiết Sơn. Người nói thì thao thao bất tuyệt,
càng nói càng say sưa. Người nghe thì chăm chú, như ngây như dại. Đợi lúc ông nội mình nâng bầu lên uống nước, Điền Vũ hỏi: "Ông ơi, thế Đỗ Sơn làm sao lại đổi thành ngu công ạ?" Đó là đặc điểm của Điền Vũ. Gặp việc gì cậu cũng hỏi đến kỳ cùng. Chưa làm cho 2 năm rõ 10, thì cậu chưa chịu thôi. Theo yêu cầu của cháu mình, Điền Thư lại kể cho cháu mình nghe chuyện đổi tên của Đỗ Sơn. Tể Hoàn Công lên ngôi không lâu, cũng vào một ngày thu trong sáng thế này, để luyện quân, ông đã thân chinh mang một đội người ngựa ra cửa Tây Kinh thành Lâm Chi, đến Đỗ Sơn để bao vây săn bắn. Hoàn Công một mình một ngựa đi đầu chỉ huy quân lính, đã bắn được rất nhiều chồn, beo, cáo, thỏ năm. Năm đang lúc định thu quân về thành, bỗng thấy một con hiêu sao cuống lên không biết đường, chạy ngay đến trước mặt Tề Hoàn Công. Binh sĩ thấy vậy hò reo vây chặt lại đang định dương cung lên bắn. Thấy con hiêu sao có vẻ đáng yêu, Tề Hoàn Công không nỡ để cho quân lính bắn chết nó. Ông định tìm cách bắt sống, bèn lớn tiếng hô lên: "Không được bắn." Nói xong liền giật dây cương, hai đùi ép mạnh vào bụng ngựa, quay lại vung roi quất mạnh vào mông ngựa một roi. Con ngựa chiến hiểu ý, sải dài 4 vó, tế lên như bay lao về phía con hiêu. Tuy thân hình nhỏ nhắn, nhưng con hiêu sao lại tỏ ra hết sức nhạy bén linh hoạt. Thấy có người đến, liền co giò chạy. Các binh sĩ không dám bắn tên, cũng không chặn lại nổi, để mặc cho con hiêu sao phá được vòng vây. Hoàn Công cao hứng, thúc ngựa đuổi sát lên. Con hiêu sao ở phía trước cố sống cố chết mà chạy, Hoàn Công ở phía sau gắng hết sức đuổi gấp. Con hiêu sao còn cách đầu ngựa không xa nữa, nhưng Hoàn Công vẫn không sao bắt nổi. Cứ như thế, một trước một sau, xem chừng con hiêu sao sắp chạy xuống khe núi mất. Ngựa Tề Hoàn Công đang cưỡi là một con ngựa quý, lại thúc hăng như thế nên như được chắp thêm cánh bay lên. Ngựa của quân lính đuổi làm sao kịp, chỉ trong nháy mắt, khoảng cách đã bị giãn xa đến mức không nhìn thấy nhau nữa. Tề Hoàn Công một mình một ngựa, đuổi theo con hiêu sao, chạy một mạch theo vào mãi khe núi sâu. Con hiêu lách bên phải, lại luồn trên trái giữa các khe đá. Mình nó nhỏ gọn lại nhanh nhẹn, nên chẳng có chỗ nào mà không qua nổi. Ngựa của Hoàn Công thì không thế. Đừng nghĩ rằng trên đồng bằng nó tung vó chạy như bay, mà lên núi cũng nhanh được như thế. Nên đến chỗ những suối cùng khe này, đúng là anh hùng không có đất múa võ. Lách trái lách phải, cuống lên hóa ra chạy quanh. Hoàn Công tung mình xuống ngựa, một mình đi vào khe núi để tìm kiếm. Tìm hết chỗ này đến chỗ khác, quay đi quay lại mấy vòng rẽ mấy khúc đường cong, không thấy bóng con hiêu sao đâu nữa. Bản thân ông cũng lạc mất đường, đến phương hướng còn không nhận được ra. Tề Hoàn Công đã thực sự mệt mỏi quá đỗi, thấy trời lại sắp tối, hơn nữa không thích đuổi hiêu sao thêm, mà chỉ muốn quay về. Đang giữa lúc bối rối, thấy có một con đường nhỏ, bèn cứ theo đường ấy mà đi. Thế nhưng càng đi càng vào sâu, càng vào sâu rừng càng dày, càng đi càng tối thêm. Tiếng vượn hú beo gầm lẫn tiếng sư tử giống, tiếng sói gào vang động vách núi. Cây rừng, đá núi và quái vật như đều muốn vồ lấy khiến ông thấy sờn cả gai ốc. Giữa lúc đó, nghe gần đó có tiếng bước chân người. Lần theo bước chân, thấy từ trong khe núi sâu bước ra một cụ già, tuổi tác có dễ đến ngoài 80, tay chống gậy, tóc bạc trắng, nhưng thân thể lại rất quắc thước. Tề Hoàn Công thấy vậy, rất lấy làm mừng rỡ, vội lên trước đón đường cụ già vái dài một cái, hỏi: "Xin hỏi lão trưởng, đây là nơi nào ạ?" Cụ già nghe hỏi ngẩng đầu lên, nhìn Hoàn Công một lượt từ chân lên đến đầu, nghĩ ngợi một lát, rồi đưa tay lên vuốt râu, tủm tỉm cười đáp: "Đây là khe núi Ngu Công." Hoàn Công bất giác ngớ người ra. Mình thường đến chân núi này săn bắn, chưa bao giờ nghe nói có khe núi Ngu Công. Bèn lấy làm lạ hỏi: "Cái tên nghe lạ quá, phải chăng có lai lịch gì đây?" Cụ già chợt lạnh mặt, thở dài nói: "Thực chẳng giấu làm gì, người gọi là Ngu Công chính là lão đây." Tề Hoàn Công cười vang, nói: "Nghe lão trượng nói năng trôi chảy, cử chỉ lại đàng hoàng, thế sao có thể gọi là Ngu Công được ạ?" Chuyện dài lắm, nói một câu khó hết. Cụ già lại thở dài và kể lại cho Hoàn Công nghe những chuyện không may đã đến với mình. Tổ tiên nhà lão vốn sống ở khe núi này,
cuộc sống cũng có thể gọi là an nhàn. Mấy năm gần đây, trong nhà có nuôi được con bọ cái. Cuối năm nó sinh được một con bê. Lão ra công săn sóc. Con bê lớn rất mau và khỏe. Một hôm, lão mang con bê xuống chợ bán, mua về một con ngựa con. Trên đường về, đột nhiên bị một gã to khỏe chặn ngang đường. Hắn hầm hầm hỏi lão, con bò cái và con ngựa này ở đâu ra? Lão nói rằng, bò cái và ngựa con đều là của tôi. Thằng cha ấy trợn mắt, lên bảo, nói lão, bò cái làm sao đẻ được ra ngựa con? Con ngựa này rõ ràng là ngươi ăn trộm của nhà ta. Không để lão nói gì thêm, hắn giật lấy con ngựa con và đi mất. Chuyện đồn đại đi, xóm giềng đều cười lão là lão ngu. Lan truyền đi mãi, mọi người bèn gọi lão là ngu công là ông ngu. Lại do lão sống ở khe núi này lâu rồi, nên người ta cũng gọi khe núi này là khe ngu công và quả núi này là núi ngu công. Cụ già kể xong câu chuyện bỗng dưng rơi nước mắt, thấy cụ già có vẻ đáng thương. Tề Hoàn Công cũng không hỏi gì thêm nữa, bèn hỏi cụ đường ra khỏi đó. Cụ già đã chỉ vào một con đường nhỏ cạnh đó, còn mình lại vẫn đi theo đường cũ. Theo đường cụ già chỉ, Hoàn Công đi một quãng chưa xa lắm, liền nghe thấy tiếng người hô ngựa hí. Thì ra binh sĩ của mình đang tìm đến, lại thấy chiến mã ở gần nơi đó. Thấy trời đã sắp tối, Tề Hoàn Công bay lên mình ngựa, mang theo vật săn, trở về kinh đô Lâm Chi. Vào buổi chầu sáng hôm sau, trước mặt các đại thần văn võ, Tề Hoàn Công đã kể lại việc lạc đường ở Đỗ Sơn và gặp ngu công cho mọi người nghe như một câu chuyện vui. Các vị đại thần cười ngả cười nghiêng, mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao, nói ông già đó quả thực là ngu. Riêng tướng quốc Quản Trọng nghe xong câu chuyện liền quỳ đánh thụp xuống đất, nói: thưa chúa công, tội thần thật đáng chết ngàn lần ạ. Điền Thư không kể tiếp nữa mà quay sang hỏi Điền Vũ: Điền Vũ, cháu có thể nói ra được rằng Quản Trọng đã mắc tội gì không? Điền Vũ chớp chớp mắt rồi hơi chau mày ra chiều suy nghĩ, sau đó nói: cháu nghĩ thời Nghiêu Thuấn, đất nước yên hàn, trăm họ an cư lạc nghiệp vì có Cao Du làm đại lý. Bảy nhà nước có những chính lệnh nghiêm khắc, cho nên kẻ mạnh dám cướp ngựa của ông già. Quản Trọng là một vị tướng quốc, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm và mang tội. Đây đâu còn là lời lẽ của một đứa trẻ nữa. Rõ ràng đây là đầu óc và sự nhìn nhận của một chính trị gia. Hai ông cháu chơi ở núi Ngu Công mãi cho đến lúc mặt trời gác non tây, mà Điền Vũ vẫn còn chưa muốn về. Cho đến khi ông nội hứa với cậu sắp tới đây sẽ đưa cậu đi thăm Dịch Sơn, lên Thái Sơn nữa, lúc bấy giờ Điền Vũ mới lưu luyến bịn diện theo ông xuống núi. Dịch Sơn hùng vĩ đứng ở phía sau kinh đô của nước Châu, cũng có nghĩa là kinh đô của nước Châu đã nằm tựa vào lòng Dịch Sơn, vì trong núi có nhiều tảng đá kỳ lạ nằm kề nối bên nhau kéo dài một dãy, liên dịch nhau, lấy chữ cùng âm nên gọi là Dịch Sơn, còn có tên nữa gọi là Đông Sơn. Tương truyền ở thời viễn cổ, nữ hoa luyện đá thành viên, mang sức thần đi vá trời, vá kín trời rồi đi, bỏ lại hàng đống đá lồng chồng, nguy hại cho trần gian. Sau khi Ngọc Hoàng Thượng Đế nghe tin, đã sai sáu vị thần tiên mang hàng trăm hàng ngàn những viên đá đó dồn vào một chỗ, xếp lên thành Dịch Sơn. Bởi vậy ở đây đá tảng đá hòn xếp quanh trùng điệp chất chồng, xưa nay vẫn mang tiếng là kỳ quan của núi Đại. Dịch Sơn cao 555 mét so với mặt nước biển, chu vi khoảng 10 cây số. Điền Thư cùng với cháu ven theo những bậc đá quanh co mà lên, tất cả có tới 43 vòng, ước chừng độ 8 dặm. Bắt đầu leo từ hòn Tử Tôn, rồi đến hòn Kiều Mạch, hòn Gia Báo, hòn Tả Quy, hòn Cái Rành, nối nhau đứng sừng sững, qua đỉnh Hồi Mã, cầu Tụ Tiên đến Nam Thiên Môn. Bên cạnh đó có một vách đứng cao đến mấy trượng, trên có viết hai dòng 8 chữ lớn: Linh Thông Thái Đại, Diễn Đại Trung Linh, nét chữ đậm đà, sức bút mạnh mẽ. Bệ đá, bàn thờ đá, bia đá xây dựng lên khắp nơi ven triền núi nhìn xuống xa muôn dặm. Phía đông Nam Thiên Môn có thuyền đá, phía tây có sạn đạo, xuống dưới sáp vực sâu, bên trên áp vào vách đứng. Qua Nam Thiên Môn rồi lại đi thẳng lên, lại là một cảnh trí khác hẳn. Mỏm treo, vách đứng, đá nhô dạ, kiểu gì cũng có. Cây lá chen dày cảnh sắc, mê người. Hòn Thử Kiếm xé đất mà lên, cao hơn 1 trượng, rộng và dày không quá 3 thước.
mà cũng có một vết nứt ở giữa hình như là bị kiếm chém. Trông rất thú vị. Hòn Bát Phong là do 8 hòn đá lớn quay nhau lại một vòng. Tương truyền đây là nơi phục hy 7 bát quái. Đá hòn, đá cuội xếp kề hòn nọ với hòn kia như đấu nhau, như tránh nhau, nhấp nhô một dải. Dưới lớp đá hòn đá tảng, hình thành vô vàn hang động tự nhiên. Hang này nối với động kia, thành lỗ, thành vòm, nên gọi là dịch khổng. Trong núi có tới 33 hang động có tiếng. Khi gặp gió đông bắc thổi, nước ở các hang động cùng dâng lên. Đúng là một kỳ quan trong thiên hạ. Theo những bậc đá đường vòng tiếp tục đi lên là đến động Bạch Vân. Hai ông cháu đứng trước cửa động, trông tựa như người bay trên mây và trong người có một cảm giác lâng lâng. Mây trắng ở trong động ra, bên ngoài thì mây trắng phủ, trong ngoài đều là mây trắng. Không biết là sâu đến đâu, trong động có suối, có giếng, có đầm. Tục truyền là nơi này thông với biển Đông, cho nên còn gọi là mắt biển. Bởi vậy có ngàn người uống cũng không cạn. Chui ra khỏi động, nhìn về phía bắc là hòn Tư Thân, là suối Chầu Trời, là đài Phi Thăng, đài Xá Thân. Những nghe cũng đủ ghê người. Đứng sừng sững ở trước cửa động, ngẩng mắt lên nhìn tột đỉnh của Dịch Sơn. Có 5 tảng đá như kề vai nhau, hình như một đóa phù dung, lại giống như nàng tiên vừa đi tắm ở ao trời về, cho nên mới gọi là đỉnh ngũ hoa. Vượt lên trăng gió, chĩa thẳng lên trời xanh. Trên đỉnh ngũ hoa, lởm chởm đủ thứ đá, nhô lên như người đẽo, mà đường leo lên thường lại nằm dưới những hòn đá tảng đá cuội, ngoắt ngoéo hàng trăm chỗ. Người phải cúi lưng co ro mà bước, lúc sáng lúc tối như vào mê cung. Lên đến đỉnh của đỉnh ngũ hoa, chân dẫm lên bàn cờ tiên, đầu đội trời xanh, tay vế vào mây trắng, bỗng thấy lòng mình thảnh thơi như vừa chút được gánh nặng. Quanh đỉnh ngũ hoa có động Cư Long, có đá đai xe, có hòn Thăm Biển và một loạt các di tích nổi tiếng và đẹp đẽ. Hòn Thăm Biển trên nhọn dưới dày như người nghền cổ trông ra biển, phía dưới sát với vực thẳm, đối lập với tấm bình phong cao hàng chục trượng. Thế của nó rất hiểm, khiến người ta mới nhìn đã thấy hồn bay phách lạc. Những ngày trời trong, đứng ở hòn đá này, có thể thấp thoáng nhìn thấy biển. Đường leo lên núi, những cảnh đẹp, những thắng tích nhìn mỏi mắt không xuể. Đường xuống núi, đâu đâu cũng là cổ tích danh lam. Từ đỉnh Ngữ Hoa đi về phía đông đến hẻm Lô Châu, dọc đường là một loạt danh thắng như vách núi Trường Lan, như hòn Đeo Dây, như hòn Kiếm Mũ, như Lán Tiên, như hang Trống Đá, đầm Sen, ao Cá Vàng, động Tiên Ẩn, Năm Năm. Điển Thư dẫn cháu leo lên đỉnh cao, không phải chỉ có ngắm non ngắm nước, mà mục đích chính là để mở rộng tầm nhìn, hun đúc tính tình, bồi dưỡng chí hướng, xem xét tài bố trí, rèn luyện ý chí, tăng thêm hiểu biết và tài cán cho cháu mình. Con người là một đứa con được chiều chuộng và hay uốn éo của thiên nhiên. Chỉ có xà vào lòng thiên nhiên, hòa mình vào sông núi của thiên nhiên, con người mới trở nên trong sạch, thánh thiện, không nhuốm bụi trần, trở lại với linh hồn thánh thiện của con người trong thiên nhiên. Ông cháu Điển Thư leo núi, theo cách nói của ông là đi chơi, nhưng thực ra phải nói đây là một hoạt động học tập lấy núi thẳm non cao làm lớp học, dùng cảnh quan tự nhiên để giảng bài, thắng cảnh danh lam làm giáo cụ. Hình tượng thật là sinh động, ý nghĩa thật dồi dào. Vì mục đích đã rõ ràng như thế, cho nên lúc thăm xem đều có trọng điểm trọng tâm, hoặc bằng cách chỉ vẽ, hoặc bằng cách giảng giải, hoặc là nêu ra câu hỏi, đều nhằm có sự gợi mở cho Điền Vũ. Hòn Hổ gầm như một đàn mãnh hổ, hùng cứ ở hang sâu rừng thẳm, chiếm núi làm vua, xưng bá với đời, ngửa mặt lên trời mà gầm, lay động núi rừng, cảnh rơi lá rụng. Điển Thư đã chỉ cho cháu mình thật cặn kẽ, để ngay từ bé nó đã hình thành ý nghĩ cao cả và nuôi chí lớn, mai sau sẽ có oai, có thế như hổ, hùng cứ trong thiên hạ. Một con cừu non trắng muốt nằm phục ở lối đi, ngẩng đầu dương mắt để chờ mẹ cho bú. Đó là hòn cừu sữa. Đất đá còn biết hiếu, con người sao có thể không kính trọng cha mẹ. Một dòng khe sâu ở dưới chân, lạnh lẽo, âm u, khiến người ta mới nhìn đã sợ. Tương truyền xưa kia Phục Hy và Nữ Hoa đã xuống tắm ở đây rồi sinh ra loài người, nên dòng khe này mới gọi là khe cha mẹ. Phục Hy và Nữ Hoa là anh em ruột, anh em lấy nhau luân lý vốn không cho phép.
Vậy mà Phục Hy và Nữ Oa lại được muôn ngàn đời sau kính nể. Vì nếu không có sự loạn luân đó của họ, thì đã chẳng có xã hội loài người bây giờ. Họ là thủy tổ của loài người. Từ đó mà thấy rằng phải hay trái, thẳng hay cong đều phải lấy sự có lợi cho loài người làm chuẩn mực. Núi Bạch Hạc sóng nước lăn tăn, muôn ngàn đời nay đều ngọt ngào. Gặp lúc nắng bỏng mới hay nước suối là quý. Xách một thùng nước tưới vào vùng nóng cháy. Việc trên đời, lấy điều mưu phúc lợi cho dân là quý. Cây tùng đón khách mọc trên vách núi, nhô thân ra như vẫy gọi, xanh mượt xanh mà, mừng đón du khách từ muôn nơi rồi lại đưa tay bạn bè khắp chốn. Nên tuy mình ở chốn rừng sâu, nhưng bên tai luôn luôn hòa theo tiếng cười. Thêm một người bạn, bớt đi một ít trống vắng, tăng một chút cảm tình, bớt đi một chút lạnh nhạt, thêm lên một trái tim yêu, bớt đi một kẻ gây oán, mở thêm ra được một con đường, kết bạn rộng rãi trong thiên hạ, coi bốn biển đều là anh em, thì con đường ấy sẽ thông khắp mọi nơi, đời sống sẽ mọi điều như ý. Đỉnh Đài Sen như từ đất vọt lên, hình dáng như một đóa phù dung lên mặt nước, núi tạo thành đầm trời cho nước, đài hoa đứng thẳng đường hoàng, mãi giữ vẻ thanh tao chính khí, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đó là đặc chất của hoa sen, nó là mẫu mực để làm người. Trên đỉnh Dịch Sơn có một ao nước trong, gọi là mắt của Dịch Sơn. Nước trong như lọc, mây trắng trời xanh như thu vào đáy mắt, in bóng lên mặt ao. Thế là núi cao bao nhiêu nước cao bấy nhiêu, không sợ núi cao, không e rẻ đá cứng. Dưới trời xanh, trên đá cứng, một cây thông giả cắm rễ sâu vào sỏi cằn và đá cứng, vẫn ngạo nghễ vươn lên, thấm xanh biêng biếc, không có đất màu, không ai tưới, không ai bón phân, có chăng chỉ là khô hạn, là nắng cháy là lạnh giá và sương xa là băng tuyết. Thế nhưng nó vẫn kiêu hãnh vươn mình, vượt lên tất cả đó là điều chí cốt và phẩm cách gì vậy? Thời thượng cổ, Đế Tuấn dung túng cho con làm việc ác, mời mặt trời cùng mọc ra, đốt lửa lên mặt đất, lúa mạ cháy, cây cỏ khô, trăm họ như nung như nấu. Hậu nghệ anh hùng đã dũng cảm bước ra, không sợ dâm úy của Đế Tuấn, dương cung lắp tên, bắn rơi chín mặt trời. Trong đó có một mặt trời rơi xuống Dịch Sơn hình thành nên Hòn Mặt Trời. Điền Thư dạy cháu nên coi hậu nghệ là tấm gương sáng, không sợ cường bạo, trừ hại cho dân, cứu dân ra khỏi vòng đau khổ. Trong hang mẹ con, có hòn mẹ con, hòn mẹ hiền, hòn con thơ tập đi, hòn côn trọng, hòn hoa thạch chị em, hòn vợ chồng. 5 năm đều là những tài liệu rất tốt để Điền Thư giáo dục về luân thường cho cháu mình. Mẹ con tình sâu, bạn của anh thì em phải kính, chị em cùng một cảnh, vợ chồng yêu thương nhau. 5 năm một gia đình hạnh phúc đầy đủ là một tấm gương phản ánh bộ mặt của cả một xã hội, bởi gia đình là một tế bào trong xã hội, là một xã hội thu nhỏ lại. Chẳng những thế, gia đình còn là nơi sống của mỗi thành viên trong xã hội, là cái nôi vỗ về cho anh hùng hào kiệt lớn lên. Bởi vậy cần có sự cố gắng chung của toàn xã hội, chớ có lơ đễnh hoặc coi nhẹ. Cầu tiên là 3 tảng đá lớn xếp gần với nhau, ghép chặt lấy nhau, bao bọc lấy nhau thành hình một cây cầu. Phía dưới giáp với khe núi sâu vạn trượng, mây mờ bao che, âm u đáng sợ, khiến người ta chỉ nhìn qua đã trờn, không gan dạ, không ai dám bước lên phía trước. Vậy mà Điền Thư với tuổi đã gần cổ Lai Hy lại có thể dắt cháu đi đi lại lại trên cầu để bồi dưỡng cho cháu tinh thần dũng cảm không biết sợ. Sự thực tất nhiên không giống như thần thoại, bước qua cầu bỗng trở nên quỳnh dao tươi đẹp. Tuy nhiên, việc đời không phải người gan dạ và ý chí kiên cường thì không thể đến được bờ bên kia của lý tưởng. 2 tảng đá to đối đầu nhau giống như 2 con dế đang rung cánh giãn giò gầm ghè nhau muốn quyết một phen sống mái. Đừng trách con dế có tính hiếu chiến. Vạn vật trên đời trong đó có cả con người, không giờ khắc nào là không đang tranh đấu. Kẻ thắng thì còn, kẻ bại thì mất. Đó là lẽ muôn đời. Cây cỏ chim muông đã như thế, huống chi là con người vốn đứng đầu mọi sinh linh. Một con người, một dân tộc, một giai cấp, một quốc gia không chuẩn bị tốt cho một cuộc vật lộn thì chờ đợi họ chỉ là sự diệt vong. Hòn miệng hổ, 2 tai dòng lên, cái miệng há ra, nuốt mây nhà xương, oai nhất trên đời. Điền Thư đã dắt cháu xông vào miệng hổ, nhổ răng hổ, quái chí không gì bằng. Thang trời,
tự trên cao gióng xuống, sương mây vờn quanh, theo gió vờn bay, càng thêm vẻ anh hùng ngạo mạn. Kẻ yếu hèn sẽ chùn bước, nhưng ông cháu Điền Thư một già một trẻ bám đu mà lên, qua bao hiểm trở cuối cùng đã lên đến đỉnh. Tất cả những cái đó đều nhằm bồi dưỡng cho Điền Vũ tinh thần không run sợ, không chùn bước, xây dựng ý chí, hun đúc lòng kiên nhẫn, rèn luyện sức chịu đựng, mài sắc thêm quyết tâm. Hòn trụ chống trời, không sợ trời sập đã có cột đỡ. Hòn anh hùng độc lập, không sợ gì sấm chớp, ngàn cân lôi đỉnh cũng hiên ngang vững vàng, không hề lay động. Hòn cá kình nuốt mặt trời, nuốt cả trời đất mà vẫn thấy như bụng rỗng không. Đó chính là đòi hỏi của ông nội với Điền Vũ, và cũng là mẫu mực để Điền Vũ nhào nặn mình. Leo lên Dịch Sơn đã bồi dưỡng cho Điền Vũ hứng thú leo núi rất nồng đậm. Cậu cảm thấy như ở đó mỗi một đỉnh non tảng đá, mỗi lá cỏ nhành cây, mỗi một hang một động đều có một tình cảm sâu nồng. Nó đã khêu gợi cho con người, nêu ra cho con người những triết lý. Nó là thầy, là bạn của con người. Cậu nóng nảy như có lửa đốt, nằng nặc đòi ông cho đi thăm Thái Sơn. Thái Sơn, với cái thế xé đất chọc trời, sừng sững đứng ở phía đông vùng Hoa Hạ, với cái tên đẹp là Độc Tôn trong ngũ nhạc mà nổi tiếng xưa nay. Nó nằm ở mé đông vùng Trung Nguyên, ở giữa nước Tề và nước Lỗ, đông giáp Hoàng Hải, tây có Hoàng Hà hùng vĩ tráng lệ, khí thế bao la, phong cảnh tuyệt vời, là núi thần của Hoa Hạ, là tổ tông của thiên hạ, cao, lớn, đặc biệt, tráng lệ, hiền hách, nể sợ, huyền hoặc, là đặc sắc của nó. Mặt chính của Thái Sơn có ba hẻm núi là ở giữa, bên đông và bên tây, hình thành con đường tự nhiên để leo núi. Con đường ở hẻm núi giữa là đường chính để lên núi từ phía đông. Điền Thư dắt cháu đi theo đường ấy bậc đá xoáy hình chuôn ốc. Đường hẹp âm u, gặp đỉnh núi đá lại phải đổi hướng, khe sâu suối dài, phong cảnh trong sáng tươi đẹp, văn vật cổ tích cũng nhiều. Mới leo núi, đường đi còn rộng với đặc sắc là cảnh quan do con người tạo nên. Từ Trung Thiên Môn trở lên, hẻm núi hẹp lại, thế núi treo leo với cảnh quan tự nhiên là chính. Suối Bạch Hạc, từng đàn hạc trắng lượn quanh rồi đậu xuống. Nước suối phun ào ào tuôn chảy đi ngàn dặm. Trong động người tiên có người tiên ở, mang hạnh phúc và may mắn cho đời. Ở đây gió mát và không khí thoáng đãng. Hồi Mã Lĩnh là nơi xuống ngựa rừng cương, rời yên ngựa mà leo lên núi, cầu lên trời. Phía dưới tới gần vực thẳm, khu chim ưng, tảng đá to trông tựa chim ưng. Dạng Ngọc Tuyên là suối có nước uống chữa khỏi bá bệnh. Hòn Giao Long vân đá như rồng, Trảm Vân Kiếm như lưỡi kiếm chém mây làm mưa. Cầu Vân Bộ, thế núi hiểm trở, thác reo như bay, mây mờ bao phủ kín. Người đi trên cầu như bước vào cảnh tiên, động nghênh dương, trong động xương động như hạt châu treo. Nếu lấy vật gì mà hứng được thì gọi là thạch nhũ vừa trong vừa ngọt, có thể giải khát và chống đói. Phía bắc động nghênh dương, hai đỉnh núi đối diện nhau, hàng vạn cây thông mọc đối nhau cho nên mới gọi là núi đối tùng. Ở đây thông ra trùng trùng điệp điệp bóng che mặt trời, thông reo vi vu bên tai không dứt. Gió núi vừa thổi, thông reo lên như tiếng sóng, như tiếng nước vỗ bờ. Nam Thiên Môn thì như lầu các trên trời, giữa các đỉnh núi là mây mờ bảng lảng. Nam Thiên Môn thấp thoáng ẩn hiện trong sương mờ, thác mây như ngân hà tuôn xuống, thiên nhiên tạo thành những bậc thang. Dõi bước lên trời đầy những tình thơ ý họa. Leo thang mây, việc khó khi leo lên Nam Thiên Môn, đúng như về sau từng có người đã tả. Ngẩng nhìn Thiên Môn, vời vợi như ở hố sâu nhìn trời. Đi thẳng lên bảy dặm, ngán vì lối nhỏ quanh co gọi là hoàn đạo, thường có dây thừng, có thể cầm lấy mà leo lên. Hai bên có người đỡ, người đi trước kéo lên, người sau nhìn thấy đế dây người trước, người trước chỉ thấy đầu người đi sau, như vẽ xanh chồng người vậy. Gọi là đá áp ngực, là nỗi khó để mó tay thấy trời. Mới lên đường này, bước hơn chục bước, nghỉ một dạo, hơi mệt, môi khô cháy. Năm sáu bước nghỉ một dạo, nhích lên lại rừng. Đất không tránh được chỗ ướt chỗ tối, phía trước có chỗ khô ráo, mắt nhìn thấy mà chân không chịu nghe theo. Tuy nhiên, sau khi đã leo lên đến Nam Thiên Môn,
mây trắng sẽ lau sạch mồ hôi cho ta, gió núi sẽ làm mát lòng và hết nỗi ưu phiền, mắt ta tràn ngập màu xanh, mệt mỏi sẽ tiêu tán hết. Kỳ quan trên, đỉnh non thái quả là nhiều, chẳng hạn như đỉnh Vòi Voi, đỉnh Phố Trời, động Bạch Vân, đỉnh Màn Tre, đỉnh Đá Treo, vách Đầu Hổ, đỉnh Đại Quan, đỉnh Trụ Trời, đỉnh Nhật Quan, đỉnh Nguyệt Quan, hòn Thăm Biển, vách Xả Thân, đỉnh Trượng Nhân. Năm năm nhưng cảnh khiến người ta mê mải là khi mặt trời từ từ nhô lên ở phương đông, khi biển mây lặng xuống như mâm ngọc, khi dáng chiều rực rỡ, khi hoàng hà ánh lên như chiếc đai vàng và khi mặt trời lọc qua mây ngời lên ánh ngọc. Hai ông cháu đã ăn ngủ ngoài trời ngay trên đỉnh cao nhất của Thái Sơn. Mờ sáng hôm sau, khí trời trong sáng, đứng trên đỉnh Nhật Quang mà đưa mắt nhìn về phương đông, suối Khe Thu hết trong tầm mắt, núi non lần lượt phơi bày, một dải mây sớm từ màu xám đen biến thành màu vàng nhạt, rồi từ vàng nhạt biến sang màu đỏ cam. Tiếp đó trên những dải mây đỏ tía xen nhau, trong nháy mắt đã thay đổi sang màu khác. Những đám mây có chỗ như phượng hoàng sải cánh, có chỗ như chim công xòe đuôi. Rồi chợt thấy những áng mây trên trời hòa với biển mây mênh mông ở chân trời làm một, như một bức vẽ cực lớn từ trên trời giáng xuống. Sương mây và dáng màu phản chiếu vào nhau, lấp lánh lên ánh sáng của sương mai và khí trời buổi sáng. Trên mặt biển ánh phù quang rát vàng, vầng mặt trời đã hé màn mây, kéo tấm rèm với những dải dáng màu, choàng lên mình xiêm áo đủ mọi màu rồi như một chiếc đèn lồng đung đưa, từ từ lên cao, rực rỡ như một chiếc cầu vồng, thấp thoáng vươn lên từ mặt biển, như ngập ngừng muốn lên lại thôi, phảng phất như có hai mặt trời cùng được nâng lên từ mặt biển. Trong chốc lát, ánh vàng tỏa muôn nơi, tắm nắng lên các đỉnh núi. Khí hậu trên Thái Sơn chỉ trong nháy mắt mà biến đổi khôn lường. Vừa mới là cảnh khí trời mát mẻ, rực rỡ mặt trời, bỗng nhiên một trận cuồng phong ập tới, mây trắng và sương mờ bao phủ khắp các đỉnh cao khe sâu ở phía tây, trong khi ở mé đông, mặt trời lại đang chiếu xuống le lói. Hai ông cháu Điền Thư đã thấm mệt, quay về hướng tây, mong tìm thấy một quán trọ để nghỉ chân hay chỉ là một hốc núi khuất gió và có ánh mặt trời là được. Ông cầm tay cháu vất vả bước từng bước, đang đi, bỗng nghe tiếng người reo lên, ôi, dáng hào quang. Ông cháu ngẩng lên nhìn, ôi, một vầng ánh sáng năm màu rực rỡ xuất hiện ngay trước mặt. Dải màu ở bên lề vầng ánh sáng lớn đó chùm lên đỉnh sư tử. Dải màu hiện lên đủ bảy sắc: đỏ, da cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, vô cùng rực rỡ. Vành vảy tê tê màu đỏ ở ngoài cùng như một chiếc vòng đeo tai lấp la lấp lánh. Trong cái vòng ánh sáng rất lớn đó có một trẻ một già, dắt tay nhau bước. Đó là bóng hình của hai ông cháu Điền Thư. Điền Vũ quên ngay mệt mỏi, xúc động đến mức khoa chân múa tay. Hình bóng cậu trong cái quầng sáng kia cũng nhảy múa lên và vẫy tay. Mây trắng trôi bồng bềnh, sương răng mênh mông, vầng sáng lúc ẩn lúc hiện, lúc mở lúc nhạt, lớn lên rồi lại nhỏ đi, biến đổi liên tục. Điền Vũ say sưa đứng ngắm quầng sáng đó, ánh mắt đưa theo sự di chuyển, biến động của nó. Một lúc, quầng sáng ấy xuất hiện ở phía trên động Bạch Vân trước đỉnh núi Vòi Voi. Những người leo núi tụ tập lại mỗi lúc một đông, ngay cả những du khách vừa chân ướt chân ráo mới leo lên Nam Thiên Môn cũng không nghĩ đến nghỉ ngơi, ùa tới như một cơn lũ. Cảnh đẹp ở Thái Sơn như một trời sao lấp lánh, khiến người xem không chán mắt. Những chỗ như Hậu Thạch Ân, Tây Lộ, Đại Lệ, năm năm cũng đều có những danh lam khiến người ta say mê. Tuy nhiên, mệt mỏi như một sợi dây trói chặt ông cháu Điền Vũ lại, làm không cựa quậy được nữa. Muốn xuống núi lúc này cũng thấy khó khăn, vì ông cháu họ người già thì đã quá già, trẻ thì lại còn quá trẻ. Hai ông cháu đành co ro ở một cái quán trọ xênh xoàng và nhỏ hẹp ở nơi rừng rú, ngủ một giấc đến một ngày. Buổi chiều hôm ấy, mưa một trận rất to, sau đó trời lại trở nên trong sáng. Hai ông cháu không để ý gì những chuyện đó, mãi cho đến lúc gần tối, bụng đói cồn cào, buộc họ phải trở dậy ăn uống một chút. Cơm no rượu đủ rồi, lại thấy tinh thần phấn chấn, toàn thân thấy nhẹ nhàng, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Hai ông cháu lại bạo dạn bước ra bên ngoài quán trọ. Mưa xong, trời cao mây lành, núi non và bầu trời trong vắt như vừa rửa sạch. Mặt trời đã khuất non tây, nhìn về phía đó, những đám mây đùn lên như lũy như thành,
như đỉnh núi cao, những tia sáng xuyên mây, xuyên sương hắt xuống trần gian. Dưới ánh chiều phản chiếu, bên trên những đụn mây đều viền một lớp vàng lấp láy, luôn luôn tỏa ra những ánh quang như trên châu báu. Những đám mây đó hoặc vàng, trắng, đen, lam hoặc hồng, hoặc tía, đúng là đủ cả năm màu, kỳ diệu khôn lường. Tay thần nữ cũng khó dệt nên, chỉ dành công riêng cho tạo hóa. Sau một cơn gió núi, biển mây tràn ra mênh mang, những tia sáng đầy trời tất cả đều chiếu lên biển lớn đó. Cảnh sắc tráng lệ càng khiến con người đắm say. Phóng tầm mắt về đằng Tây Bắc, nơi ngút ngàn của những đỉnh núi xa, hoàng hà như một dải lụa vàng lấp lánh, sóng gợn lăn tăn, ngời lên như vầy lạc. Từ Tây Nam đến Đông, Bắc, kéo dài mãi đến tận chân trời. Ánh chiều khuất sau mây, những lưỡi chai viền trên đỉnh các đụn mây cũng tiêu tan hết. Dáng chiều chỉ còn là một vầng nây đỏ. Phía chân trời, mây núi như đều đang rực cháy. Những suối khe giữa các đỉnh núi cao, cùng với sông hồ cũng ngời lên sắc đỏ, ánh lên những sắc hoàng hôn rực rỡ. Núi sông yêu kiều đến thế, trời đất càng thêm hoành tráng nguy nga. Cũng như mọi vấn đề hiểu biết và học vấn, Điền Vũ y như một đứa trẻ tham lam và ương bướng, nên với việc leo núi ngắm cảnh cậu vô cùng thích thú. Cậu ngắm chưa đã cảnh lạ lùng và hùng vĩ khi mặt trời mọc, nên giờ dần ngày hôm sau, lại nài nỉ ông nội đưa cậu leo lên đỉnh Nhật Quan. Tuy nhiên, hôm nay lại chẳng giống hôm qua. Biển mây ùn ùn, biến hóa khôn lường. Lúc thì mây trắng cuồn cuộn, như sóng nổi tuyết rơi. Lúc thì mây đen vần vụ, như dáng muốn lấp sông cạn biển. Lúc thì mây kéo lấp thung khe, như biển mênh mông không bờ bến, mà những đỉnh non kia là những đảo tiên trong đó. Lúc thì mây trắng vờn quanh núi, giống như một chiếc đai ngọc thắt ngang lưng những người quyền quý đứng trên đỉnh non Thái, cúi nhìn hạ giới, thấy có lúc từng đám mây trắng lại tan biến vào những đám mây đen cuồn cuộn, trở thành biển lớn luôn ì ầm réo sôi. Gió nổi mây bay bồng bềnh lên xuống, có đám thì bay lên, có đám thì bị trôi nổi, có đám tung tăng đây đó, chợt chỉ trong chốc lát, hoặc biến thành những bông sen trắng, hoặc như tuyết dồn thành đống, hoặc như thú dữ vờn nhau, hoặc như hai bên quân giao chiến, hoặc như đàn ngựa phi nhanh. Tuy chưa nhìn thấy mặt trời lên, nhưng Điền Vũ cũng thấy hề hả trong lòng, bởi biển mây đó có một khí thế và một niềm hứng thú đặc biệt, cũng huy hoàng không kém gì cảnh mặt trời lên. Trên đường về, Điền Vũ đã nói với ông nội những cảm tưởng và điều thu lượm được qua việc đi xem núi mấy hôm nay. Thứ nhất là lên cao mới có thể nhìn xa. Người sống trên đời phải không ngừng leo lên những đỉnh cao. Thứ hai là những cảnh tươi đẹp, những kỳ quan trên đời đều ở những nơi khó khăn hiểm trở. Chỉ những ai không sợ gian nan hiểm trở mới là người được ngắm thỏa thê. Những lời nói mới chuẩn xác làm sao, sâu sắc làm sao. Nghe xong những lời đó, Điền Thư cười rất cởi mở, cười rất thoải mái, cười rất ngọt ngào. Chương 6. Bơi thuyền trên bột hải, xin học ở Mông Sơn. Một con người, nếu không có hoài bão lớn lao như biển rộng, không có khí như sóng cả ầm ào, không có ý chí vật lộn với sóng gió thì dứt khoát không thể trở thành một vị tướng lĩnh chỉ huy thiên binh vạn mã, một anh hùng ra tay làm gió làm mưa. Với nhận thức như thế, sau chuyến đi thăm Thái Sơn trở về không lâu, Điền Thư lại dẫn cháu nội đi ngao du nơi biển rộng. Tháng 8, trời thu cao vợi, mây đẹp như tranh, nhạn bay về nam, lá đỏ đầy cành. Đây là mùa trái chín, mùa thu hoạch, mùa thu vàng. Trên đồng ruộng tràn ngập tiếng cười dày ắp niềm vui, chan hòa niềm sung sướng. Nhà nông hoặc vung cao tay hái gặt về thành quả của một năm nước mắt mồ hôi, hoặc vung roi rục trâu, cày sới và gieo một mùa hy vọng mới. Một buổi sớm mà ánh ban mai nhuộm say cả chân trời, ông cháu Điền Thư ngồi thuyền thuận trôi theo dòng Chi Thủy, vào sông Tiểu Thanh, lách qua sông Dương Giác rồi tới vịnh Lai Châu. Biển như một tấm gương khổng lồ, nước xanh đen pha màu lam, phẳng phiu mịn màng như nhung như gấm, lấp lánh ánh quang như một chiếc gương đồng. Trên mặt biển mênh mang không biết đâu là bờ, những cánh buồm của thuyền đánh cá như những áng mây trắng trôi trên nền trời xanh. Trời xanh, mây trắng, biển biếc với những cánh buồm vẫy gọi nhau, mơn trớn vỗ về nhau, soi dọi cho nhau, rồi đến nơi mênh mông cuối đất cùng trời thì hòa nhập với nhau làm một.
cá bơi trong nước có thể nhìn rõ từng con, hoặc lắc đầu vẫy đuôi, hoặc lao đi như sao đổi ngôi, hoặc như mừng rỡ đuổi nhau đùa giỡn với nhau, hoặc đuổi bắt nhau. Có một loại cá chuồn, chốc chốc lại bay lên đầu thuyền. Đến khi ta muốn chìa tay bắt, nó lại tung mình lên cao rồi lao đầu xuống nước. Trên mặt biển lặng như tờ, thỉnh thoảng có những cái ụ nhô lên cao cao. Thuyền bè đều phải tránh xa, đi vòng lối khác. Ông nội bảo với Điền Vũ, đó là lưng của cá ông voi. Nó có thể nuốt lọt cả thuyền lẫn người vào trong bụng. Ba chiếc thuyền buồm xếp thành hàng dọc thuận gió mà trôi, băng băng về phía trước. Tại sao lại có ba chiếc thuyền buồm? Nguyên là khi Điền Vũ theo ông ngồi thuyền đến sông Dương Giác, thì đã thấy hai chiếc thuyền như quái vật khổng lồ đợi sẵn ở đó. Đó là hai chiếc thuyền nhà binh mà ông nội điều đến để giữ an toàn cho hai ông cháu. Trên mỗi con thuyền đó ngoài thủy thủ và thuyền phu gia, còn có một số binh lính có vũ trang đầy đủ. Bởi vì trên biển, thường hay có bọn cướp biển hoành hành. Thuyền nghiêng đi, cột buồm vặn đi, buồm căng lên, lướt trên đầu sóng, lao đi như gió. Điền Vũ lấy làm lạ hỏi người tải cống, tại sao mà thuyền lại đi nghiêng như thế? Liệu có bao giờ bị lật không? Người tải cống bảo với Điền Vũ, thế gọi là thuyền nghiêng ngựa hăng. Thuyền chỉ nghiêng như thế mà đi, mới có thể nhanh như gió. Ngựa chỉ có con nào tính hung hăng, mới có thể tung vó như bay. Người tải công nói thế và ngay sau đó điều khiển cho chiếc thuyền nghiêng đi như nằm trên mặt nước, lấy sườn thuyền làm đáy. Còn đáy thuyền lại thấp thoáng hiện lên trên mặt nước. Có lúc cái thuyền như rời khỏi mặt nước bay là trên không. Ông nội tay trái bám vào mạn thuyền, tay phải ôm giết Điền Vũ vào lòng. E xảy ra điều gì không may, bên cạnh ông có hai người lính săn sóc giúp ông. Điền Vũ ngược lại không hề sợ hãi. Cậu hết nói lại cười, hết cười lại nghịch. Chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay kìm giữ của ông nội, để được vui đùa cho thỏa thích. Nhìn dáng vẻ của cậu bé lúc này cứ như đang muốn lao đầu xuống biển, bơi một chuyến cho thật thỏa thuê, bắt lấy vài con cá lớn. Để làm cho tình cảm ấy của Điền Vũ bình tĩnh lại, ông nội đã kể cho cậu nghe về biển, về cá, về những hòn đảo, về Long Cung, về thế giới thần bí và diệu kỳ dưới đáy biển. Người ta thường bảo trời trên mặt biển như mụ già khó tính, bảo trở mặt là trở mặt ngay. Vừa mới rất trong sáng, trời xanh biển biếc là thế đã có thể xâm xì lại được ngay. Từ chân trời đằng tây bắc, một cụm mây đen vừa xanh vừa tím như một đụn khói âm ỉ lửa. Đụn mây đó nhanh chóng tỏa rộng ra, rồi lan dần và đùn lên cao ngược theo chiều gió, rất nhanh chóng che kín nửa bầu trời. Những đụn mây đặc quánh chất chồng như núi ấy bỗng vần vụ rồi thành hình một con rồng, đầu trên ngóc đến trời, đầu dưới cắm xuống đất, dựng thành một cây cột giữa trời với đất. Con rồng khổng lồ ấy vùng vẫy lên, rồi lăn lộn, rồi gầm thét, giơ nanh múa vuốt, ngậm gió phun mây, rồi trườn tới như một con quái vật. Bầu trời mỗi lúc một thấp hơn, từ màu chì xám biến thành màu đen đặc như một cái chậu úp nặng nề. Biển mỗi lúc một vô tình hơn, không còn là bè bạn nữa, mà là một kẻ thù, gầm lên như thú dữ. Những tải cống hay các thủy thủ có kinh nghiệm trong nghề đi biển biết rằng đây là cơn gió lốc rồng cuốn hình thành giữa biển khơi. Nhìn dáng vẻ đó là biết ngay sắp diễn ra một cơn tài biến, lành ít dữ nhiều. Thế là họ vội vàng hạ buồm xuống và áp dụng các biện pháp phòng bị kịp thời. Đang giữa lúc luống cuống chân tay, cơn gió lốc với thế Thái Sơn đè đầu đã ập tới. Vũ trụ mênh mông biến thành một vòng quay lớn. Trời xoay, đất xoay, thuyền xoay, người xoay. Vạn vật trên thế gian, tất cả đều đang quay cuồng. Nước biển đang cồn cào, đang giận dữ, đang gầm thét, đang sục sôi. Bao nhiêu thuyền lớn thuyền nhỏ trên mặt biển lúc này chỉ như những chiếc kén tằm trong nồi nước ươm tơ sôi sùng sục. Chúng quay dọc quay ngang, nhao lên nhao xuống, lúc thì mất hút trong tầm sóng, lúc lại bị đẩy nhô cao lên trên đầu sóng, lúc lại bị trôi giạt đi theo luồng nước. Cũng may mà trước đó họ đã đề phòng. Chẳng hạn, lấy thừng cố định người vào mạn thuyền, vào cột buồm, thuyền không lật, không vỡ, người cũng không bị rơi xuống biển. Tuy nhiên người nào người nấy bị nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh, mật vàng nhợt, tái đi như một gã say. Đến lúc cơn sóng gió qua rồi, ba chiếc thuyền thì vỡ hết hai, lính tráng bị rơi xuống biển mất 5-6 người. Đó là điều rất may trong cái không may, vì nơi họ đi qua mới là bên lề của cơn gió xoáy. Còn những chiến thuyền nằm vào giữa vùng gió xoáy, chẳng cái nào thoát khỏi. Thuyền thì vỡ,
người thì chết. Nhiều cái thuyền còn bị cuốn lên cao rồi rơi xuống cách đó hàng mấy dặm, hàng chục dặm, có cái còn mất luôn tung tích. Mưa bão qua đi, trên mặt biển dập dờn đây đó những ván thuyền, buồm, ngư cụ, đồ dùng, nhiều hơn cả là xác người. Thảm cảnh ấy không ai muốn nhìn. Tất cả thuyền phu, thủy thủ, binh lính của ba chiếc thuyền cùng ông cháu Điền Thư lúc này dồn vào một thuyền. Người đông, thuyền nhỏ, vượt quá sức chịu đựng của con thuyền, nên nó trong chành nghiêng ngả, lúc nào cũng có nguy cơ chìm lật. Ai cũng lo sợ như ai, đúng là cùng hội cùng thuyền. Bỗng nhiên, từ phía trước trôi tới một chiếc thuyền đánh cá còn nguyên vẹn. Hai thủy thủ tuân theo lệnh của Điền Thư, đã nhảy xuống nước, chặn chiếc thuyền đang trôi dạt đó lại. Mái chèo xào trống trên thuyền đã chẳng còn thứ gì. Hai người đành vừa bơi vừa đẩy chiếc thuyền đó tới chỗ mọi người. Cho đến khi hai thuyền áp mạn nhau, số người ở trên thuyền cũ chia đôi ra, một nửa sang bên chiếc thuyền mới nhặt được. Hai chiếc thuyền từ đó như mới có sức sống, tiếp tục cuộc hành trình bình thường. Sau một hồi say sóng, nôn mửa, Điền Vũ ngủ ly bì, vẻ mặt nhợt nhạt, trên toàn thân da nổi gai gà rõ cao. Cậu nằm co ro trong lòng ông nội, như một con gà rủ, thỉnh thoảng vẫn còn ứa bọt ra bên mép, trong lỗ mũi vẫn đọng lại một chút nước nhờ nhờ máu. Nhìn thấy tình cảnh đó, vị lão tướng từng qua trăm trận cũng thấy run run trong lòng. Gió lặng, mây tan, trời trong, tạnh nắng, mặt biển trở lại phẳng lặng như thường. Ngàn vạn con sóng lăn tăn, trắng xóa cả trên nền biển biếc, như một tấm nhung xanh đậm trải ra, mịn màng, phẳng phiu, dập dờn tỏa lên ánh sáng dịu dàng. Hai chiếc thuyền lại căng buồm lên, như một con cá đang bơi, lại lắc đầu, vẫy đuôi, tung tăng vô tư lự, thoải mái lướt đi. Các thuyền phu cũng thoải mái cầm chèo, kéo buồm, như nhà thơ bày tỏ những tứ thơ trên giấy, như họa sĩ phết bút màu lên lụa, như nhạc công đang gieo những nốt nhạc trên dây đàn. Họ không phải đang vất vả với công việc, mà là đang gửi gắm tình cảm của mình vào từng động tác, hoàn thành một kiệt tác nghệ thuật cho đời. Điền Vũ nằm trong lòng ông giờ lâu, những nốt gai gà trên da dần dần mất đi, hơi thở đã điều hòa và nét mặt cũng hồng hào trở lại. Cậu đột nhiên hét lên trong mơ, khiến mọi người phải giật mình. Ông ơi, cá, cá mập to quá. Trên nét mặt bỗng hiện lên vẻ kinh hoàng. Nói thế xong, cậu chờ mình, rồi lại ly bì ngủ tiếp, dãi chảy cả ra mép, không biết đi như thế bao nhiêu lâu. Điền Vũ cuối cùng đã tỉnh lại, từ chỗ ấm sực hơi người trong lòng ông nội. Cậu bò dậy và vươn vai dài mấy cái, hỏi ông mình, ông ơi, lúc này ta đang ở đâu hả ông? Như một người quá mệt mỏi, ngủ đi một giấc thật say, tất cả sẽ lại như ban đầu. Những gì xảy ra đều quên hết sạch sành xanh, chỉ còn mang máng nhớ là mình được ông cho đi chơi ở biển, rồi gặp gió bão. Thấy cháu mình thật sự an toàn, tảng đá đè nặng trong lòng Điền Thư bỗng như có ai lấy đi. Ông đã kể có ngành có ngọn cho Điền Vũ nghe về cơn bão giông cuốn gió, về những nỗi thảm hại mà ba chiếc thuyền đã gặp phải, về nỗi đau khổ của những người lính phải bỏ mình, về nỗi đáng thương khi Điền Vũ bị say sóng nôn mửa và ngất đi. Điền Vũ mở to đôi mắt tinh anh, chăm chú nghe như nuốt từng lời. Khi nghe đến việc những người lính đã anh dũng quên thân để bảo vệ cho mình, đôi mắt cậu bé long lanh ứa lệ. Gió lại nổi lên, biển lại cồn cào và sóng đang trỗi dậy, tung lên những chùm bọt trắng. Con thuyền lắc lư nhưng Điền Vũ lại thấy rất thoải mái, chốc chốc còn vỗ tay thích thú. Khi mặt trời chìm xuống mé trời tây, dáng đỏ rực trời, nhuộm say trên mỗi đầu sóng, lấp lánh như rát vàng. Hai chiếc thuyền đi qua cạnh một hòn đảo. Đảo không lớn lắm, nhưng cũng rất xinh xắn gọn gàng. Biển bao bọc ba mặt nam, tây bắc, phía đông gắn với đất liền. Hình dáng hòn đảo bề dọc hơi ngắn nhưng bề ngang lại rộng. Phía bắc cao, phía nam thấp, hình thành như một cái ghế. Trên đảo, nhấp nhô đến 7-8 đỉnh núi. Ở phía bắc, sườn núi cao chất ngất, đá nhọn lởm chởm như rừng. Phía nam con dốc kéo dài ra, chạy xuống tận mép biển. Dưới ánh chiếu tà cát ánh lên như vàng. Phía tây hòn đảo nhô lên một đỉnh núi. Dưới chân núi, giữa mặt biển âm ào sóng gió, mọc lên một tảng đá to, cao đến hàng chục trượng, vòng quanh cũng tới trên hai trượng, trông tựa như một vị tướng, khoác trên mình ánh vàng rực rỡ.
hùng dũng oai nghiêm. Dựa theo hình dáng đó, người ta mới đặt tên là Hòn Tướng Quân. Thuyền đi đến gần Hòn Tướng Quân, Điền Thư bảo cho đi chậm lại. Hai ông cháu đứng trên mạn thuyền, đưa mắt nhìn sang, thấy sóng dữ liên tục nối nhau đập lên tảng đá vỡ vụn ra, bọt nước bắn tứ phía, cột nước dựng đứng lên trời và kèm theo một tiếng réo âm vang. Có những con sóng lớn đã trồi lên chùm lấp cả Hòn Tướng Quân, như nuốt chừng, như nhận chìm đi. Song chỉ trong một thoáng, như chớp mắt, con sóng rút đi, Hòn Tướng Quân vẫn đứng im ngạo nghễ, không hề lay chuyển. Hàng ngàn hàng vạn năm rồi, Hòn Tướng Quân đứng đó đã chịu bao nhiêu lần sóng gió dập vùi như thế, chẳng ai mà biết được. Chỉ biết rằng nó vẫn ngạo nghễ hiên ngang đứng đó ung dung đàng hoàng, không hề suy xuyễn, chẳng chờ đến lúc ông nội chỉ dẫn và khêu gợi. Từ hình tượng lớn lao cao cả và dáng vẻ oai nghiêm này, Điền Vũ đã tự ngẫm được ra chuẩn mực làm người phải cứng rắn và không biết sợ. Vầng mặt trời như chìm xuống nước, màn đêm xuống theo, sóng dữ gầm gào càng thấy tối đen đáng sợ. Cũng may là trên trời còn có sao lấp lánh và một vầng trăng, nên mới biết được đâu là trên, đâu là dưới, đâu là trời, đâu là biển. Dưới ánh trăng mờ nhạt và yếu ớt, thấp thoáng thấy phía trước có một hòn đảo nhỏ đen xì. Qua một ngày lắc lư trên thuyền, nhất là sau trận vật lộn với gió to sóng dữ, mọi người ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Phía trước lại có chỗ có thể nghỉ ngơi, Điền Thư bèn ra lệnh cho bơi thuyền tới đó, nghỉ một đêm rồi lại đi. Hai chiếc thuyền đến nơi và lần lượt thả neo. Mọi người rời thuyền lên bờ, chẳng nghĩ đến chuyện bắc bếp nấu ăn, cũng chẳng lo cắm cọc dựng lều. Mọi người ăn qua loa mấy miếng lương khô, rồi vào rừng tìm chỗ nằm xuống là ngủ, mặc cho sương đêm rơi ướt đầm cả vạt áo. Đến lúc mọi người tỉnh dậy, mặt trời đã mọc đến ba con sào. Ánh nắng xen qua những kẽ lá dày chiếu xuống nền cỏ, lốm đốm từng đám một, ánh lên rực rỡ. Nhìn kỹ khu rừng, hóa ra toàn là dâu, không lẫn một thứ cây gì khác. Ngẩng nhìn lên cành cây, quả bám nặng từng chùm đung đưa theo gió. Đã là cây dâu, tại sao không ra hoa kết quả vào mùa xuân, mà lại đến mùa thu mới có trái? Và quả trên cây kia liệu có ăn được không? Mùi vị nó sẽ ra sao? Ngắt một vài trái xuống nếm thử, thì ra đó không phải là quả dâu, mà là kén tằm. Tìm kỹ hơn, thấy trên cây dâu nào cũng có bao nhiêu là tằm thu đang bò và những con ngài đang rung rung cánh đẻ trứng trên cành dâu. Thấy như vậy, đã có người reo lên, ồ, thì ra là một đảo dâu. Chỉ tiếc chẳng có một bóng người, nếu không đây lại chẳng là một vương quốc tơ lụa rồi ấy chứ. Nhổ neo tiếp tục cuộc hành trình, hai chiếc thuyền buồm lại lướt trên mặt biển sáng lấp loáng như chiếc lưới cày vạch những đường cày dài trên cánh đồng vàng, lật lên những luống đất màu mỡ bóng loáng như dầu, tỏa lên một mùi hương đồng nội. Thuyền lướt đi chừng ba canh giờ, sau giờ ngọ, thuyền cập bến cảng Đăng. Đây là một thành phố cổ dựa vào núi và ôm lấy biển, tuy không lớn lắm, nhưng lại rất xinh đẹp. Đoàn người leo lên một ngọn núi cao như muốn chọc lên trời ở phía bắc thành phố. Quả núi này có đặc điểm là đá, cát, sỏi đều là màu đỏ, cho nên có tên là Đan Nha. Trên đỉnh núi này, có một ngôi miếu thờ thần biển, tượng hải thần nương nương trong miếu ngồi xếp bằng ngay ngắn, như không nói không cười, khiến người ta cũng phải nghiêm trang kính trọng. Miếu ấy với tượng thần ấy do những ngư dân từng nếm mùi sóng gió xây nên và tô tạc để mong phù hộ cho họ. Núi Đan Nha cao sừng sững, vách đá như dao, đá tai mèo nhấp nhô, xen kẽ nhau như răng lược. Dưới vách đứng là biển rộng mênh mông, sóng dội ì ầm, đập đêm ngày lên từng cơn nghe inh cả tai và rung rinh vách núi, khiến người nghe mà rùn cả ruột gan, mà dựng cả tóc gáy. Đứng trên đỉnh Đan Nha, phóng tầm mắt nhìn ra xa, nơi sóng biển giúp mây trời và nơi màu mây sắc nước hòa chung làm một, thấy có một dãy đảo đen mở nối nhau thành một dải. Những hòn đảo ấy cũng bị khói mây bao phủ, nối lại với nhau như một sợi dây xích khổng lồ răng ngang trên vịnh Bột Hải. Ông nội nói với Điền Vũ, những hòn đảo kia trước kia vốn là dãy núi kết thạch liên miên chập trùng, ở giữa không hề bị đứt đoạn, lại càng không có biển nước bao quanh. Nhưng năm ấy Đại Vũ trị thủy, vì muốn thải hết nước tụ lại thành đầm hồ ở trong đất liền, nên đã đục núi ra theo hình dạng như bây giờ. Điền Vũ nghe xong còn chưa hiểu, hỏi, ông ơi, Đại Vũ trị thủy, tại làm sao phải ra mãi ngoài biển để đục núi ạ? Cậu hỏi rất đúng chỗ, đó là một điều nhưng người bình thường khó mà hiểu nổi.
Điển Thư đã giải thích rằng, năm ấy dãy núi Kiết Thạch vốn gắn chặt với đất liền. Nói cách khác, nó là mũi cực đông của Thanh Châu. Ngoài Kiết Thạch mới là biển rộng. Lúc bấy giờ, Thanh Châu là một trong 9 châu đất đai rộng lớn. Ngay cả dãy núi Trường Bạch ở Đông Bắc cũng là một khu trong vùng quản hạt của Thanh Châu. Phía tây núi Nghiên Thạch cũng không có vịnh Bột Hải như ngày nay, mà là nối liền với lục địa. Đến thời vua Nghiêu do thế đất biến động, nạn hồng thủy gây thành tai họa, con người biến thành tôm cá. Vua Vũ đã nhận lệnh nối nghiệp cha đi trị thủy. Xa nhà 13 năm, chịu đủ mọi trăm cay ngàn đắng, 3 lần qua cửa nhà mình mà không về, cuối cùng đã trị được nạn lụt trong thiên hạ. Chiến dịch đầu tiên khi vua Vũ bắt tay vào trị thủy là cho đào thông Kiết Thạch, rồi đào thêm 10 con sông ở Châu Thanh, Châu Duyễn, ngược lên theo Hoàng Hà, đục Tam Môn, chưa để trụ, xẻ Thái Hoa, mở Long Môn, cho đến lúc xẻ Sơn Hải ra, làm cho nước biển cùng rút xuống với nước sông không có gì trở ngại. Cho đến tận hạ lưu thì 9 sông phân lũ, đến cuối cùng 9 hợp là một ở chỗ Nghịch Hà, từ chỗ được đục ra ở núi Kiết Thạch, thải nước ra biển lớn. Trước đây, Điền Vũ chỉ láng máng biết được vua Vũ là một vị anh hùng trị thủy cho dân mưu hạnh phúc cho trăm họ. Còn hỏa nước đã được trị yên như thế nào, thì cậu chẳng hề biết tí gì. Nay nghe ông nội kể thế, cậu càng thấy mến phục người anh hùng trị thủy này. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng, một dãy liền núi nọ dính với núi kia trùng trùng điệp điệp như thế. Năm ấy Vũ đã làm thế nào mà dẫn mọi người đào đi được, và như thế thì phải mất bao nhiêu công sức và chịu biết bao nhiêu khó khăn cực khổ. Điền Vũ còn đang nghĩ vẩn vơ như thế, bỗng có người kêu lên. Nhìn kia, chẳng thấy những hòn đảo kia đâu nữa. Mọi người theo tay người ấy chỉ, những hòn đảo nhìn thấy lúc đầu không biết đã biến đi đâu mất sạch. Ở nơi nước liền trời bỗng nổi lên hình bóng của một ngôi thành cổ. Cung điện nguy nga, nhà cửa ngay ngắn, tháp cổ cao ngất, đường phố thênh thang. Trên đường phố có nhiều chấm đen đi đi lại lại, lúc ẩn lúc hiện rất giống như người ngựa lính tráng đi lại. Một lát sau, thành thị bỗng biến thành núi non hùng vĩ, đỉnh núi nhấp nhô kéo dài liên miên, mịt mù mênh mông không thấy đâu là đầu là cuối. Dưới chân núi phẳng phất như là mặt biển, nơi bờ biển thấp thoáng hiện ra một làng trải. Dần dần núi non mờ nhạt đi, và chỉ trong nháy mắt cả trời xanh biển biếc, không còn thấy gì nữa hết. Những hòn đảo ban đầu lại hiện rõ mồn một. Có một thuyền phu già trạc tuổi Điền Thư đã nói rằng, đó không phải là núi Kiết Thạch, mà đó là Bồng Lai, một trong 3 quả núi tiên trên biển. Ở trên núi đó toàn là thần tiên, họ ăn cỏ linh chi ở trên đảo, cho nên có thể trẻ mãi không già. Có người đã sống trên 1 vạn năm, vị thuyền phu già ấy, sư phụ của ông đi thuyền qua đấy, đã từng thấy đông đảo thần tiên tụ hội trên đảo, nào là từ trên mây xuống, nào là từ trong sương mù bước ra, nào là cưỡi rồng, nào là cưỡi gió đến, oai phong vô cùng. Nghe thuyền phu giảng giải, Điền Vũ thấy mê tít, vội giục ông hãy cho nhổ neo đi về hướng đông, để tới thăm nơi tiên đạo Bồng Lai. Điền Thư nhất định không bằng lòng, không phải vì đảo tiên là nơi chỉ nhìn thấy mà không bao giờ tới được, mà bởi vì chuyến này căng buồm đi xa thăm các nơi trên biển lớn, cũng như trước đây đi thăm Dịch Sơn, leo lên Thái Sơn, mục đích là để tiến hành giáo dục cho Điền Vũ. Mà đã là giáo dục thì bao giờ cũng phải dành lại đôi chút, không bao giờ làm hết mọi điều. Giống như dạy cho đứa trẻ tập đi trước hết dìu nó đi, rồi dắt nó bước, sau đó mới nhìn cho nó đi, động viên nó đừng nên sợ ngã, mà hãy mạnh dạn tiến lên. Đứa trẻ bước đi đâu có phải cứ luôn luôn phải có người lớn dắt tay, mà là bước đi dưới sự gợi mở, dỗ dành, động viên của người lớn, để nó tự mày mò, tự khám phá, rồi xông pha. Sau chuyến đi chơi biển trở về, mấy hôm liền, Điền Vũ chẳng thiết gì ăn uống, đêm ngủ cũng không yên, luôn trằn trọc chờ mình. Điền Thư đinh ninh cho rằng chưa được đi thăm Kiết Thạch, nên Điền Vũ làm mình làm mẩy như vậy, cho nên đang tìm cách lựa lời khuyên giải. Bỗng một hôm tay cầm một bó thẻ tre, Điền Vũ hớn hở đi tìm ông nội. Thì ra cậu vừa mới viết xong một bài thơ, nói lên điều cảm nhận của mình sau một chuyến trèo non vượt biển và gửi gắm hoài bão lớn lao của mình. Bài thơ viết rằng, trời rộng không thang, ôi mây trắng leo được lên, đất dày không đường, ôi gai góc có thể xuyên, ra biển rộng, ôi lòng thênh thang, leo Thái Sơn, ôi chí thêm bền.
đường dài liên miên. Ôi có gì đáng sợ? Khó khăn đầy dẫy lòng đâu há phiền. Như gió xuân hiu hiu, ôi đất bằng lên xanh. Giống mặt trời sáng soi, ôi muôn loài ấm thêm. Đọc xong áng thơ Điền Vũ mới viết xong, ông nội xúc động đến rưng rưng nước mắt, mừng đến nỗi khoa chân múa tay. Ôi, thằng bé mới thông minh làm sao, thật không phụ với công lao ông chuyên cần săn sóc bấy nay. Không lâu sau, do phải thao luyện quân đội nên Điền Thư phải cùng phái bộ của mình hành quân đi xa, không tiện mang theo Điền Vũ ở bên mình. Và lại các vị hiền triết ngày xưa cũng đã từng đổi con mà dạy, cho nên ông đã gửi Điền Vũ cho một người bạn thân là Vương Hừ, nhờ ông này dạy dỗ. Vương Hừ là đạo trưởng ở Mông Sơn, được công nhận là biết nhiều cách tính toán, tiên nghiệm về trời đất trăng sao, lại có sở trường về công việc nhà binh. Trong một cuộc chiến đấu, Điền Thư đã từng cứu sống Vương Hừ. Hai người dần dần trở nên đôi bạn nối khố. Điền Thư gửi cháu cho Vương Hừ dạy dỗ, đương nhiên để nó học võ là chính. Còn đối với đạo gia và nhà tướng số Chiêm Tinh, Điền Thư không thực sự có hứng thú gì cho lắm. Mông Sơn là phần kéo dài của Thái Sơn, chủ yếu cấu tạo bởi các loại nham thạch biến chất, đá hỗn hợp và đá hoa cương, với các đỉnh núi nhọn sắc nhấp nhô, tròn von ngất ngưỡng, hẻm chúng khe sâu, vách đứng chơi vơi, như xò mây và sánh với mặt trời. Khắp núi là rừng sâu, cỏ dại, dây leo chằng chịt, nhìn lên không thấy trời, phía dưới cũng che kín đất, sói lang thấp thoáng, vượn hú beo gầm. Trời nắng chang chang mà vẫn âm u, trăng sáng ngời ngời nhưng vẫn bị che kín. Trời không rét mà run, đất không mưa mà ướt. Từ Mông Sơn xuống phía nam, mạch núi lại đổi chiều, khúc khuỷu quanh co. Đi chừng 10 dặm có một khe núi hẹp, vừa sâu vừa âm u, như hang như hố, nước chảy ngày đêm, trong tiếng rì rào. Càng vào sâu trong khe núi, càng thấy khí lạnh đến ghê người. Dưới cùng hẻm núi là một tảng đá liền, nằm nghiêng 45 độ, nước chảy tràn lên mặt phiến đá đó, quanh năm lao đi như tên bay. Khe núi âm u không thấy bóng mặt trời, hết năm này đến năm khác, ở những nơi có nước chảy qua, mọc lên một lớp rêu dày, trơn như nhung mịn. Người hay thú vô tình bước phải những chỗ này, thế nào cũng bị trượt ngã, và khi vai đã chạm phải rêu, hai tay chấm xuống đá, đã ngã xuống rồi, thì chớ hòng đứng dậy, đồng thời chỉ trong nháy mắt, sẽ bị trượt đi. Phía dưới chừng 3-4 dặm là một vách đứng treo leo cao hàng trăm trượng, dưới đó là long đàm sâu hun hút, màu nước xanh sẫm, cuộn xoáy ào ào. Đó là gan, là sắt mà rơi xuống đây cũng phải vụn ra như cám, rồi hoặc là theo dòng nước cuốn trôi đi, hoặc là mồi cho tôm cho cá. Từ xưa đến nay, có không biết nhiều người lên núi kiếm củi, săn bắn hay hái thuốc, tưởng chỗ này nước nông, lội ngang qua, kết quả đều phải gửi xác ở long đàm, không một người nào thoát. Ngay như những loài giỏi leo trèo như sơn dương, khỉ vượn, hàng năm cũng chết ở đây không biết nhiêu mà kể. Vì vậy, ở phía hạ lưu dòng suối, người ta luôn nhặt được xác thú chết. Thêm nữa, ở đây quanh co trăm nẻo suối khe chằng chịt dọc ngang, sông ngòi luồn lách, thông giả che kín trời, bách xanh trùm kín đất, dây leo che ngang mắt, lẫn lộn cả phương hướng. Mặt trời như mọc phía tây, mặt trăng lại lặn ở đằng đông. 100 người vào đây có đến 99 người bị lạc lối, mà đã lạc lối ở đây quẩn quanh leo đi leo lại mấy ngày, không chết đói thì cũng làm mồi cho thú dữ. Và cứ như thế thì oan hồn còn vất vưởng nơi đây, đâu chỉ là muôn vạn. Đêm đêm lửa ma lập lòe, những đêm mưa gió còn vẳng nghe tiếng ma khóc tủi hờn. Bởi thế người ta mới gọi nơi này là khe Quỷ Cốc. Ở sườn núi đối diện với khe Quỷ Cốc, nơi quay về hướng mặt trời, giữa đám lau sậy và tre nứa thấp thoáng một căn nhà xinh xắn và vắng vẻ. Sân dài chưa quá 5 trượng, nhà chỉ có 3 gian. Đó chính là Linh Vân Quan. Sư phụ Vương Hử tu hành ở đây, thỉnh thoảng thu nhận vài đệ tử để truyền dạy cho họ. Điền Vũ là một trong số những người ít ỏi đó. Vương Hử tuổi đã 80, mình cao trượng 2, vai không gù lưng không cong, tai không điếc, mắt không lòa, tóc bạc nhưng da lại tươi rói, râu dài ngang ngực, bay phấp phới như cước. Ông là người học rộng tài cao, hiểu hết chuyện trên trời dưới đất, thật chẳng ai bằng. Học vấn tinh thông nhất của ông gồm 4 môn:
một là số học và thiên văn, mặt trăng mặt trời và các vì sao, gió mưa sương tuyết, sự thay đổi bốn mùa ông đều nắm vững cả rồi, từ đó nghiệm trước đoán sau, linh nghiệm như thần. Hai là binh học, lực thao tam lược, biến hóa vô cùng, bảy trận hành quân, quỷ thần cũng không biết đường nào mà đoán. Ba là du học, nghe ngóng rộng, nhớ dai, biết thầm thời độ thế, lại thạo đường ăn nói, chỉ ba tấc lưỡi có thể thắng nổi cả triệu quân. Bốn là học về tu hành xuất thế, tu thân dưỡng tính, đạo dẫn khoa đường ăn uống để ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Không điều gì không hiểu, không điều gì không biết làm. Thế nhưng ông vốn là người tính tình hướng nội, xưa nay luôn luôn âm thầm lặng lẽ, chưa bao giờ dễ dãi thể hiện mình, luôn tỏ ra như một kẻ ngu đần thô tục. Hàng ngày ông tự cấy trồng ngô lúa, chăm bón rau xanh, chăm nuôi gia súc, tự sống bằng sức mình, cho nên cuộc sống cũng an nhàn, ung dung. Ngoài việc lo đủ ăn, ông còn hái thuốc bào chế, đem ra ngoài chợ bán lấy tiền mua vải vóc, nông cụ và đồ dùng, thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt. Tuy là đạo quan song không thờ phụng hương khói hoặc là ra ngoài hóa duyên, khất thực hay tuyên truyền chủ trương đạo học của mình. Làm thế chẳng qua là ẩn cư nơi hẻm vắng để xa lánh thế tục tao loạn mà thôi. Đôi lúc ông cũng ngẫu nhiên vào phố, cũng là vì sinh kế đòi hỏi, chiêm bốc bói toán cho người khác, nói những điều lành giữ họa phúc, và bao giờ cũng ứng nghiệm như thần. Dần dần có người hâm mộ và muốn học thuật đó. Nhưng ông không giống như các đại gia của nhà Nho, là ai đến cũng không từ chối, ai bỏ đi cũng không đuổi theo, mà là chọn lựa cẩn thận, xem tư chất tính tình của người xin đến học, xem người đó thích hợp môn gì thì dạy cho môn đó. Một là đào tạo những nhân tài ra để giúp ích cho thiên hạ, hai là có nơi gửi gắm tâm hồn, gạt bỏ được nỗi buồn quạnh vắng để con người được khỏe cả thể xác và tâm hồn. Vương Hử dạy học cũng không giống người khác, ông rất ít nói về lý luận, mà phần lớn đưa học trò đi sâu vào thực tế, quan sát và phân tích sự vật cụ thể dưới mọi hình thức, để cho đối tượng được giáo dục từ đó mà được gợi mở. Sau tự mình cân nhắc suy nghĩ, phân tích, quy nạp, tổng kết lấy, trong quá trình ấy, có thể ông chỉ vẽ ra hoặc nêu những ý khơi gợi dẫn dắt, hoặc là chẳng nghe chẳng hỏi gì hết, không ngó ngàng đến nữa. Thế nên học trò không phải là người có tư chất trời phú, thông minh hơn người thì khó mà thành tài. Số người đến đây rồi bỏ dở nửa chừng cũng không phải là ít. Sau khi Điền Vũ đến xin học ở Quỷ Cốc, nếu theo thời tiết thì mùa mưa lũ đã qua lâu rồi. Ấy thế mà trời bỗng có thay đổi bất ngờ, vùng Mông Sơn lại bị một trận mưa to hiếm thấy. Gió bấc lồng lộn đuổi nhau trong khe núi, rồi luồn lách, rồi gào thét. Mưa như những làn roi quất xuống, như nghiêng từng chậu nước mà đổ xuống. Chẳng mấy chốc, các khe lạch dâng đầy những nước, bầu trời màu chì đè thẳng xuống như muốn nén bẹp Mông Sơn. Muôn đỉnh núi đều rung động, vạn khe sâu đều sục sôi. Thầy trò Vương Hử ngồi ở Linh Vân Quan, ngẩng đầu lên mà ngắm nghía thắng cảnh thác treo Quỷ Cốc, trông hệt như ngân hà đứt đoạn. Nước từ khe Quỷ Cốc nối thẳng lên trời, như sao băng, như tuấn mã, như tên bay, ngạo nghễ tuôn trào, kinh hồn khiếp vía. Lao đến chỗ vách núi hẫng thì tuôn thẳng xuống như một tấm lụa trải rộng treo từ trên xuống. Ánh lên lấp lánh, dòng thác ấy reo xuống long đàn, tiếng kêu vang dội, rung động cả một vùng núi non. Cột nước nổi bọt như vọt lên trời, tựa như tuyết dồn, như mây tụ, như bông chất thành đống cao. Hai bên khe núi đá lở đất nhào, cả tảng đá lăn đi, cây to bật rễ, bùn đất lao xuống theo. Trong dòng thác cuốn ào ào đó, đôi lúc thấy có cả cây cối và xác muông thú cuốn theo. Chỉ trong nháy mắt đã trôi biệt tích, thác treo, sóng xô, dòng xoáy đục ngầu với khí thế như muốn nuốt chừng cả trời đất. Với oai phong như mãnh hổ xuống núi, đã quét qua khe Quỷ Cốc, kẻ nào dám cả gan đứng ra ngăn cản bước chân của nó lúc này, kết quả chỉ có một điều không hơn không kém, đó là diệt vong. Đấy là bài thi vào học của Điền Vũ, cũng là bài học đầu tiên mà sư phụ dạy cho cậu trong buổi ban đầu. Hai người im lặng quan sát hồi lâu, bỗng nhiên Vương Hử lên tiếng hỏi. Này Vũ, từ trong cảnh nước đổ thác reo trước mắt kia, con có cảm nhận ra điều gì trong việc cầm quân đánh trận hay không? Thấy hỏi vậy, Điền Vũ ra chiều suy nghĩ, rồi lễ phép trả lời rằng: người giữ nước cần phải có một thực lực lớn mạnh về quân sự,
người giỏi cầm quân, phải tạo cái thế như Thái Sơn đè đầu, cái oai như thác đổ, nước cuốn nhào tới kẻ địch, khiến chúng ngôi không kịp thở, không còn sức mà chống đỡ, tiêu diệt chủ lực của địch một cách hoàn toàn, triệt để. Muốn đạt được mục đích ấy, quân vừa phải nhiều lại phải tinh nhuệ và mấu chốt ở là sự sắp xếp chiến lược. Một lần xuất kích, đều phải lấy nhiều đánh ít, lấy khỏe đánh yếu, tạo nên cái thế mạnh không chống nổi. Nghe Điền Vũ trả lời như vậy, Vương Hử không nói đúng hay không, chỉ khẽ gật đầu, khóe miệng và đuôi mày hơi lộ ra vẻ hài lòng. Ông nhìn đi nhìn lại từ đầu đến chân cậu bé lễ phép đang đứng trước mặt, mình như muốn tìm hiểu lại, nhận biết lại cậu bé này thêm lần nữa. Tựa hồ như không tin rằng những nhìn nhận và nghi lễ vừa rồi lại ở miệng cậu bé mười mấy tuổi nói ra. Bài học đầu tiên như thế là kết quả. Buổi sát hạch ban đầu cũng coi như là đạt yêu cầu. Vương Hử đã ngầm cho Điền Vũ một điểm tốt. Tuy nhiên thành tích ấy là chân thực, là tất nhiên hay là điều hư hão, là sự gặp may thì sao? Vương Hử chưa chắc tin cho lắm. Ba ngày sau, lại thử thách lần thứ hai. Vẫn với đề mục ấy, chẳng qua là chỉ biến thông đi chút ít mà thôi. Thầy trò Vương Hử thôi không ngắm thác nước ở Quỷ Cốc nữa. Trên một tảng đá phẳng ở trước cửa nhà, có đặt một hòn đá mài với mấy quả trứng gà. Thầy và trò ngồi xếp bằng đối diện nhau. Vương Hử cũng chưa nói gì, vội ông đưa tay vuốt tròm râu dài. Mắt nhắm lại ngồi im một lúc lâu, cứ như người vào mâm ăn tiệc đang kiên nhẫn chờ rượu và món ăn đưa lên. Nhìn hòn đá mài và mấy quả trứng gà trên tảng đá rồi lại nhìn thầy giáo. Điền Vũ quan sát sắc mặt của thầy để phân tích trạng thái tinh thần của ông. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong óc. Không đợi thầy giáo nói gì, cúi xuống nắm lấy hòn đá, lần lượt đập vỡ những quả trứng gà bày trên tảng đá. Vương Hử thấy vậy lúc đầu ngẩn người ra, sau đó cười lên ha ha, cười đến vang cả thung lũng, cười đến nỗi lá cây rơi xuống ảo ảo, cười đến nỗi tròm râu cước cũng rung lên theo, vẻ mặt rạng rỡ như bông cúc nở rộ. Cười xong, Vương Hử chìa ra ngón tay cái giơ lên, tấm tắc khen. Thằng bé này có thể dạy được đấy. Một hôm, hai thầy trò Vương Hử và Điền Vũ vác cuốc xẻng đi mãi vào trong một thung lũng. Bên sườn bắc của thung lũng có một dải đất bằng, tuy nhiên cũng đầy những lỗ hà lỗ hố, khấp khểnh gập ghềnh. Lưng chừng núi có một đầm nước nhỏ, nước trong veo, bờ đầm cỏ mọc xanh Sau khi ngồi nghỉ một hồi, hai thầy trò, một người dùng cuốc, một người dùng xẻng, đào một rãnh ở ngay bờ đầm nước. Nước trong đầm theo cái rãnh đó thuận thế mà chảy xuống phía dưới. Hai thầy trò ngồi ở bờ đầm, từ trên nhìn xuống, xem dòng những chảy xuôi. Chiều sâu của rãnh nước có hạn cho nên nước trong đầm chảy ra cũng có hạn. Đến khi nguồn nước khô kiệt, không còn nước chảy cho mà xem nữa. Vương Hử liền bảo Điền Vũ hãy từ việc này nói lên quy luật cầm quân như thế nào. Phàm việc gì cũng vậy, nói về hiện tượng của nó thì dễ, bàn về quy luật của nó mới khó. Huống chi ở đây lại lấy việc nước chảy để nói về cách cầm quân. Điền Vũ cho mày nghĩ ngợi, đi đi lại lại trên bãi cỏ. Bên tai cậu lúc này không còn tiếng ì ầm của thác nước và tiếng réo rắt của chim hót ve kêu. Trước mắt cậu không còn là đỉnh núi nguy nga và rừng xanh mênh mông tựa biển, mà chỉ có cảnh chiến trường với ngựa với xe lồng lên như bay và tiếng quân sĩ reo hò với bãi cỏ gò đống nhấp nhô và mảnh đất cao thấp nhấp nhô ở sườn thung lũng và dòng nước chảy ngoằn ngoèo. Một lúc lâu sau, cậu đã tìm ra quy luật của việc cầm quân và đã trả lời thầy bằng một đáp án mà thầy rất bằng lòng. Cậu nói, quy luật của việc cầm quân cũng như sự vận động của nước. Quy luật của dòng nước chảy là tránh chỗ cao mà tự chảy vào chỗ trũng. Quy luật dùng binh thì tránh thực đánh hư. Nước sẽ tùy đất mà sinh dòng, cầm quân cũng tùy giặc mà tạo thế thắng. Cho nên việc dùng binh không thể có thế sẵn thường xuyên, như nước vẫn không có hình dáng sẵn từ trước. Người nào tùy địch biến đổi cái thế của mình mà thắng giặc, nên mới gọi là dùng binh như thần. Quy luật dùng binh cũng như tự nhiên trong trời đất, ngũ hành tương khắc tương sinh, bốn mùa thay đổi cho nhau, ngày có khi ngắn khi dài, trăng có khi tròn khi khuyết. Sự biến đổi luôn luôn như vậy là lẽ thường của muôn vật vậy. Cuối thu, ve sầu trên cây rền rĩ nỉ non, chim hoàng oanh ở trên cao đang tíu tít gọi bầy. Ăn sáng xong, Vương Hử gọi Điền Vũ đến bên, đưa cho cậu một cái cào, một cái xẻng, một cây cung và một bó tên, hẹn cậu trong 3 ngày phải săn cho được một đôi chim hoàng oanh, bắt về 5 con ve đang lột xác. Vương Hử nhấn mạnh,
những con ve lột xác ấy là thứ phải đào từ dưới đất lên chứ không phải tự nó bỏ ra rồi mới nhặt về. Điền Vũ vâng lệnh ra đi, chẳng những mang theo dụng cụ và vũ khí, còn mang đủ cả lương khô và nước uống. Thế nhưng cậu không hề đi đào ve và bắn chim mà đi vào thung lũng mùa thu cảnh sắc như tranh vẽ để chơi cho thỏa thích. 3 ngày sau, quay về với 2 bàn tay không, thầy giáo hỏi tại sao. Cậu đáp rằng, kẻ giỏi rũi như chui xuống 9 tầng đất sâu, khiến cho địch không nhìn thấy bóng. Người giỏi công như hoạt động ở 9 tầng mây, cao không thể nào đo nổi khiến kẻ địch không sao phòng thủ nổi. Cho nên người giỏi công thủ phải vừa có thể tự giữ được mình, lại có thể giành thế thắng. Đệ tử làm sao mà bắt được? Phạm những kẻ dễ dãi đào lên mà bắt, đều không phải dữ giỏi. Phạm những kẻ dương cung lên mà bị bắn rơi, đều không phải là giỏi công. Thắng kẻ không thiện chiến không phải là biết dùng binh, đệ tử không muốn làm, cho nên về tay không ạ. Những lời lẽ đó khiến cho Vương Hử dở khóc dở cười. Tuy làm như thế xem ra có vẻ trò lại chiêu cợt thầy, nhưng người làm thầy cũng không thể không nhận ra rằng ra đề không kín kẽ, không thể không chịu phục trước những nhìn nhận khác người và tài hùng biện giỏi giang đó. Hình như định trả đũa cho sự chiêu cợt hôm trước, hôm sau Vương Hử lại nêu ra cho Điền Vũ một vấn đề mới. Có người tự khoe rằng sức khỏe mình có thể nhấc nổi cái lông tơ, mắt sáng có thể nhìn rõ mặt trăng mặt trời, tai thính nghe rõ cả sấm sét. Vương Hử hỏi, con cho thế có phải là anh hùng không? Điền Vũ khẽ mỉm cười nói, nhấc được lông tơ chưa là sức khỏe, nhìn mặt trăng mặt trời không phải là mắt tinh, nghe thấy sấm chớp không phải là tai thính. Cũng như người dự kiến thắng lợi không hơn gì những điều mọi người đã biết, người sáng suốt nhất trong những người không sáng suốt, chiến đấu hết sức mình để giành thắng lợi, thiên hạ đều bảo là giỏi. Đó là giỏi trong những người không giỏi mà thôi. Những người gọi là giỏi giang ngày xưa thường đánh thắng kẻ địch dễ thắng, cho nên vừa không ai biết đến tên tuổi, lại chẳng có võ công gì. Bởi họ giành thắng lợi là chuyện không nghi ngờ gì mà còn có phần nắm chắc, mà kẻ giao chiến với họ lại là một kẻ địch không bỏ đánh một đòn. Người thiện chiến, giỏi giang luôn đặt mình ở thế không thể thua, đồng thời cũng không hề bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để giành chiến thắng. Quân thắng thường trước hết tạo điều kiện giành thắng lợi, rồi sau đó mới đánh. Quân bại thì ngược lại, cứ đánh trước đã rồi sau mới may mắn mà giành thắng lợi. Người giỏi cầm quân tạo nên nhiều con đường không thể bị chiến thắng bảo đảm ở trong vòng tất thắng, cho nên có thể nắm vững vận mệnh của thắng bại. Đây đâu còn có phải là Điền Vũ trả lời câu hỏi của thầy giáo nữa, mà đây chính là cậu đang trình bày luận văn về học thuật. Có điều, cậu hầu như là câu trước đá câu sau, lúc thì nhăn mũi coi khinh những kẻ không giỏi công, giỏi thủ, không đáng đánh nên về không hai tay, lúc thì ca ngợi những người giành thắng lợi ở kẻ địch dễ dàng chiến thắng là người thiện chiến ngày xưa. Thế chẳng hóa ra tiền hậu bất nhất hay sao? Không, đó chính là phép biện chứng trong đời sống, phép biện chứng trong chiến tranh. Kẻ địch lớn mạnh thì có thể làm suy yếu nó, khiến cho nó ở vào thế thất bại sau mới đánh để thắng nó. Mùa xuân năm sau, gió ấm hiu hiu, nắng xuân dịu dịu, hoa đỏ liễu xanh, chim ca én liệm, một buổi sáng dễ chịu và say đắm lòng người. Trên bãi cỏ ở trước nhà, Vương Hử đang dạy cho Điền Vũ một bài học hoàn toàn mới. Trọng tâm của bài học này là giảng về sự biến đổi kỳ chính trong tác chiến. Khái niệm về kỳ và chính rất trừu tượng, rất khó lý giải. Vương Hử giảng cho học trò xưa nay chưa từng giảng giải những khái niệm và lý luận nhạt như nước ốc, mà nói dần từ cụ thể đến trừu tượng, từ thực tiễn nói đến những vấn đề lý luận, phần lớn là gợi mở cho học sinh tự mình đi trừu tượng, tự mình quy nạp, tổng kết, nâng cao. Hôm nay Vương Hử đã bắt đầu từ mặt trời rực rỡ và ánh nắng, mùa xuân dịu dàng, nói đến sự xoay chuyển của mặt trăng, mặt trời, sự thay đổi 4 mùa và sự tuần hoàn lặp đi lặp lại của nó. Thứ đến, ông dùng 5 màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen vẽ lên vải trắng những bức hình minh họa đủ màu sắc rực rỡ với đủ thể loại. Nào là sơn thủy, hoa cỏ, chim và côn trùng. Thứ ba là ông gảy đàn gõ phách, thổi tiêu gõ trống, dùng 5 âm thanh công, thương, dốc, trinh, vũ để diễn tấu những khúc nhạc du dương. Khúc thì vui vẻ, khúc thì bi ai, khúc thì hờn oán. Thứ tư là ông dùng 5 thứ mùi vị là chua, ngọt, đắng, cay, mặn làm gia vị chế biến ra 10 món ăn để khoản đãi người môn sinh mà ông yêu mến này.
đương nhiên phần lớn là những đặc sản của rừng núi. Thầy trò nhắm bằng món ăn ngon lạ, uống bằng thứ rượu tự tay cất lấy, vừa ăn vừa chuyện trò, vừa uống vừa tâm sự. Mỗi người mỗi câu cùng nhau thảo luận vấn đề kỳ, chính trong cách dùng binh. Cuối cùng, được lệnh thầy, Điền Vũ đã nói lên những điều có tính tổng kết. Đại phàm là trong chiến đấu, phần lớn là dùng chính binh chống chọi với địch và dùng kỳ binh để giành thắng lợi. Cho nên, những tướng soái giỏi xuất kỳ để giành phần thắng, thì cách đánh của họ biến hóa vô cùng như trời đất và tuôn chảy không ngừng như sông suối. Hết rồi thì lặp lại từ đầu như mặt trăng, mặt trời xoay chuyển, chết đi rồi sống lại như bốn mùa thay nhau, âm thanh không quá năm loại. Sự biến hóa của năm âm thanh đó nghe hay vô cùng, màu cũng không quá năm, nhưng biến hóa của năm màu đó thành những bức tranh đẹp vô cùng. Cũng với năm mùi vị mà biến hóa năm mùi vị đó đi, thành những món ăn ngon miệng vô cùng. Thế trong chiến đấu không ngoài kỳ và chính, sự biến đổi của kỳ và chính cũng mau lẹ khôn lường. Kỳ chính tương sinh, như một vòng quay xoay chuyển không có đâu là đầu, là cuối, nhuần nhuyễn đến cùng tận. Một ngày giữa hè, Vương Hử mang theo đồ dùng, cung tên, lương khô và nước uống, khóa cửa lại, cùng với Điền Vũ chu du khắp núi này khe nọ, đi tìm cây thuốc. Hai thầy trò trèo đèo vượt suối, hai thầy trò tay thì níu, chân thì leo, toàn những chỗ treo leo hiểm hóc, đỉnh cao khe sâu. Bởi những chỗ đó ít người đặt chân đến, thì những cây thuốc quý mới không bị người ta lấy mất. Thời tiết nóng nực, lưng chừng núi lại không có một gợn gió nào. Người ta đi trong rừng cây chẳng khác gì ở trong một cái lồng hấp, ngột ngạt đến khó thở. Tuy tuổi đã cao, trên dưới 80, nhưng quanh năm thường xuyên leo đèo, leo dốc, trèo núi, luồn rừng, chỗ nào cũng từng leo lên, thời tiết nào cũng từng chịu đựng, cho nên Vương Hử cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm. Điền Vũ thì không thế, ngay từ bé đã sinh ra nơi danh môn lệnh tộc, ở những nơi dinh phủ nhà rộng cửa cao, làm gì đã phải qua những cầu cơ cực thế này, làm sao có thể chịu được nỗi cực khổ này. Cũng may mà có được tập tành đôi chút về 18 bàn võ nghệ nên gân cốt khá vững vàng, nếu không lại chẳng mệt rũ ra như gà rơi xuống nước từ lâu rồi. Điền Vũ đầm đìa mồ hôi, trên mình chỉ mặc một chiếc quần đùi ướt như nhúng nước, dính sát vào người, há hốc mồm, vừa đi vừa thở, bước chân loạn choạng, nhưng không hề tỏ ra thua kém, vẫn theo sát bước chân của thầy, lội hết khe này sang khe khác, leo hết đỉnh nọ tới núi kia, mãi tới khi thầy bảo nghỉ, mới ngồi bệt ngay xuống chân, ngửa mặt lên đổ cành ra, không muốn nhồm dậy nữa. Đây là một khoảng rừng xen núi đá ở khuất nắng, nào tùng, nào bách, nào dương liễu, mọc san sát bên nhau ken dày từng lớp. Bởi trong rừng sâu không lọt qua một cơn gió nào, cho nên những hàng cây lớn như đứng im phăng phắc như một đội quân sắp hàng thẳng tắp và không hề động đậy. Từng hàng một, từng lô vuông một, từng đội một, nghiêm túc chỉnh tề, như từng đoàn quân chờ lệnh. Những đỉnh núi nhấp nhô vẫn đứng im lim, tựa hồ như quá mệt mỏi vì nóng nực nên đang ngủ thiếp đi. Vương Hử cũng đặt mình xuống, thầy trò kề vai nhau, đối mặt nhau như cùng ngủ một giường. Họ nằm thoải mái, ăn qua loa một ít lương khô, rồi ngửa cổ, nghiêng bầu uống nước. Họ vừa ăn vừa nói, hết chuyện cửa, chuyện nhà, lại sang đến chuyện binh pháp. Điền Vũ quá mệt mỏi nói một hồi rồi ngủ say lúc nào không biết. Gió đã nổi, càng thổi càng mạnh, càng thổi càng hung dữ, càng thổi càng lớn. Gió như lồng lộn trên ngọn cây, như đuổi nhau qua từng khe núi, như gầm réo trong rừng cây, cành khô lá úa bay tơi tả, rồi dần dần như rõ cả tiếng cành cây bị gãy lẫn trong tiếng gió. Gió nổi lên cho mây kéo đến từ đỉnh núi trước mặt, mây bay sang như sập xuống, chùm lấy khu rừng. Mây dày đặc, dồn đống như núi, mây đen xì, như biến cả khu rừng thành hang động, mây cuồn cuộn trôi, như sóng dữ ngoài biển lớn. Mây và gió như anh em sinh đôi cùng hùa sức với nhau làm cho đỉnh non u ám, suối khe không được yên. Tiếng sấm ì ầm từ xa vẳng tới mỗi lúc mỗi gần, trong nháy mắt đã vần vụ đến ngay trước mặt, rồi bỗng nhiên ánh chớp loằng ngoằng lóe lên chói mắt rồi tắt ngay. Một tiếng nổ đanh giòn như xé tai, khiến đỉnh núi như rung lên và khe sâu âm vang mãi, và rừng cây cũng hòa theo và mưa đổ xuống như kín trời, kín đất. Hình như trên những lớp mây kia, bầu trời toàn là nước,
khi sét đánh cho mây tan ra, thì nước từ trên đó ào ào trút xuống, gió cùng với mưa, như muôn ngàn cây roi, giận dữ quất liên hồi vào đỉnh non, vách núi, quất sông suối và rừng cây, trừng phạt cái thế giới đầy tội ác này. Chỉ sau nháy mắt, lũ quét nổi lên, đỉnh cao thành thác trắng, khe sâu sục sôi lên, những tảng đá to như nóc nhà lăn ào ào theo dòng nước trông tựa như con mãnh hổ bìa rừng, khiến người ta những nhìn mà sợ. Mưa bão y như một kẻ mới mắc bệnh tâm thần, lồng lộn lên một cơn, điên cuồng lên một dạo rồi bỗng nhiên trở lại bình thường. Gió rừng, mây tan, trời trong thêm, đỉnh núi như xanh thêm, và nước dưới khe chảy như reo vui len lỏi giữa màu xanh cây rừng bát ngát. Thú đùa giỡn nhau trong từng cây, chim cao tiếng hót trên cành lá, trời cao trong như lọc, xanh đến say người, chim én trao lượn ở tầng thấp, diều hâu thì xoải cánh trên tầng cao. Chúng thả sức thi thố tài năng và sức lực của mình. Chim ó có lẽ tài giỏi nhất, nó bay ở tầng cao nhất, lướt đi cũng nhanh nhất, lại có thể xòe cánh ra trên không, để im phăng phắc một lúc lâu, không hề động đậy. Như vậy là nó đang tập trung hết tinh thần để săn mồi. Khi phát hiện ra mục tiêu, bèn nhanh như chớp bổ nhào xuống. Con mồi khó mà thoát khỏi mỏ nhọn và vuốt sắc của nó, mà chỉ có toi đời. Mặt trời sắp lặn, phía tây rực rỡ dáng chiều, đằng đông hiện lên một chiếc cầu vồng bảy sắc. Chim đang bay về rừng, thú tìm về tổ, ngay cả khu rừng hình như cũng thôi trò chuyện xào xạc mà bắt đầu những nhịp thở dài. Ôi, buổi hoàng hôn ở trong rừng tươi đẹp và yên tĩnh biết bao. Thầy trò họ ngủ lại trong rừng, nón lửa nấu cơm ngoài trời, món ăn đều là thịt chim thú mà thầy săn bắn được, ngon hết chỗ nói. Cơm nước xong, trên bãi cỏ ấy, hai thầy trò gảy đàn, ca hát kể chuyện, vui chơi mãi rồi mới ngủ. Đêm ấy họ ngủ mới ngon làm sao, mới say làm sao. Ngày hôm sau, mãi đến lúc ánh ban mai nhuộm thắm núi rừng, hai thầy trò vẫn còn ngáy gian như sấm. Ngủ thoải mái một đêm với nửa buổi sáng, sức khỏe của thầy trò thực sự đã trở lại bình thường. Sau bữa cơm sáng, họ lại tiếp tục cuộc leo trèo lặn lội mới, leo thẳng lên tận đỉnh của Mông Sơn. Tuy không cao lớn bằng Thái Sơn, không đẹp bằng Dịch Sơn, nhưng độ treo leo lại hơn hai núi đó xa. Trên đỉnh Mông Sơn có một tảng đá tròn, to bằng cái thớt cối xay. Đá tuy to như vậy nhưng vì nó tròn trùng trục, mặt giáp đất rất nhỏ. Thêm nữa bị sét đánh tối hôm trước, đang lung lay muốn đổ. Thầy trò Vương Hử ngồi trên đỉnh núi cao, chỉ trỏ trỏ, tận hưởng hết phong cảnh buổi sớm trên núi. Bỗng đâu, một con sói xám nhảy lên tảng đá tròn đó, giỏng tai lên và vẫy đuôi liên tục. Nhìn bên này, ngó bên kia, con sói nhảy bên này lại sang bên kia. Hòn đá bỗng động đậy và lăn đi. Đất dốc, đá lại tròn, càng lăn xuống càng nhanh, xung lực rất mạnh, thế không gì chặn nổi. Cứ lăn như thế mãi xuống lòng khe, dọc đường làm văng đổ cả cây, văng chết muông thú không biết bao nhiêu mà kể. Hái thuốc về, không chờ thầy sắp đặt, Điền Vũ dựa vào những điều nhìn nhận thấy, đã viết một bài văn tựa đề là nhiệm thầy đưa lên thầy xem. Bài văn mở đầu viết rằng, nước chảy xiết băng đi như bay, xô cho đá lớn cũng phải lăn theo trôi đi. Là do thế nó lớn, chim săn mồi từ trên cao lao xuống, bắt giết con mồi, tiết tấu mau lẹ vậy. Cho nên, người thiện chiến, thế của họ rất hiểm ác, sắc bén không gì ngăn nổi, như dây cung đã căng. Tiết tấu của nó ngắn nhưng mạnh, như khi chạm vào lẫy nỏ. Khi nói đến nhiệm thế như thế nào, bài văn viết người chỉ huy tác chiến như xeo gỗ tròn. Đặc tính của gỗ đá là đặt ở chỗ bằng phẳng thì nằm yên, đặt ở chỗ nghiêng thì dễ di chuyển, vuông thì nằm yên, tròn thì dễ chuyển. Cho nên cái thế một người thiện chiến tạo ra như đá tròn trên ngàn đỉnh nhọn lăn như gió xuống dưới, kẻ nào chặn lại sẽ tan xương nát thịt. Sau khi nói về nguyên tắc và căn cứ để nhiệm thế, bài văn lại dẫn ra những nội dung chủ yếu khi quân đội hành động với tốc độ nhanh, như gió lốc cuộn tới. Khi chậm lại thì trầm tĩnh như cây rừng đứng yên. Khi tiến công như lửa đốt. Khi trú quân, im và vững như đồi núi. Khi ẩn náu, như mây đen che phủ không hề nhìn thấy trăng sao. Khi hành động, nhanh như sâm chớp ngàn cân. Vương Hử ngồi xếp bằng, cầm thẻ che trên tay, đang đọc bài nhiệm thế của học trò Điền Vũ. Tâm hồn ông như bay lên, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ,
có lúc bật cười lên thành tiếng. Điền Vũ khoanh tay đứng một bên chờ đợi thầy phê bình chỉ giáo. Bỗng nhiên, từ một góc tối, một con rắn vừa to vừa dài, thân hình lốm đốm bò ra, mổ một nhát vào gót chân Điền Vũ. Cậu rú lên một tiếng rồi ngã lịp, bất tỉnh nhân sự. Vương Hử thấy vậy, sợ tái mét mặt. Chương 7. Lưu luyến tình nhân, tìm tòi khám phá. Vừa kể Vương Hử đang phê duyệt bài văn nhiệm thể, Điền Vũ đứng ở bên cạnh. Bỗng từ trong bóng tối, một con rắn đầu to đuôi dài, khắp mình lốm đốm bò ra, mổ vào gót chân của Điền Vũ. Điền Vũ rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra, bất tỉnh nhân sự. Vương Hử thấy thế, sợ tái cả mặt. Đây là con rắn lạ mà Vương Hử nuôi để dạy học. Sinh ra ở núi Bắc Hưu Hoàn, có tên là Xuất Nhiên. Răng có chất độc, cắn vào cây cỏ còn chết, huống chi là người với muông thú. Người ta thường nói, thứ nọ thứ kia, bọ nẹt thì đã có rẻ củi. Thầy Vương Hử bào chế ngay ra một loại thuốc bằng cây cỏ, có thể giải được nọc độc của Xuất Nhiên. Trong uống, ngoài đắp, Điền Vũ mới qua được cơn nguy khốn. Tục ngữ có câu dao chém rồi lại lành, nhưng tốt nhất là đừng chém. Thuốc do Vương Hử chế ra tuy rất tốt, nhưng con người một khi đã trúng phải nọc độc, thì thế nào cũng tổn thương đến cơ thể. Mấy tháng liền Điền Vũ luôn tỏ ra không được phấn chấn, tay chân mệt mỏi, không thiết ăn uống, vết thương bị loét ra, máu mủ nhầy nhụa, vừa đau vừa ngứa, bồn chồn không yên. Vương Hử thừa biết rằng nọc độc này rất ghê gớm. Nếu chữa không kịp thời, nọc độc chạy vào tim phổi, chạy lên não, thì có phải hủy hoại mất một người tài hay không? Như thế, chẳng những không biết ăn nói thế nào với ông bạn tốt như Điền Thư, hơn nữa tất sẽ có tội với lịch sử. Cho nên ngay từ khi thấy Điền Vũ ngã lăn ra đất mê man đi, Vương Hử mới hồn bay phách lạc mặt như chàm đổ như thế. Vương Hử đã coi Điền Vũ như con mình sinh ra, săn sóc đến nơi đến chốn, để tâm từng ly từng tí, hơn nữa còn lo việc ăn uống đi lại của Điền Vũ với tình cảm của một người chuộc tội. Hàng ngày chăm lo thuốc thang, bưng cơm rót nước, chạy ra chạy vào, hỏi han săn sóc, được Vương Hử tận tâm chữa trị và săn sóc. Cuối cùng sức khỏe của Điền Vũ đã được hồi phục, không đợi đến khi có thể xuống khỏi giường đi lại được. Điền Vũ sớm đã hỏi ý kiến nhận xét của thầy về bài nhiệm thế. Vương Hử e rằng sẽ ảnh hưởng đến trí lực của cậu cho nên cứ lần lữa mãi và khuyên cậu hãy chờ khỏi bệnh rồi hãy bàn cũng chưa muộn. Thế nhưng, tính tình của Điền Vũ ngang ngạnh như một con trâu đực. Thầy giáo cũng chẳng ép được cậu, đành phải ngồi ngay bên giường bệnh để phân tích giảng giải cho cậu. Một thời gian dài, thấy Điền Vũ cứ nằm mà nghe như vậy vất vả quá, thầy giáo bèn đỡ cậu ngồi dậy, tựa lưng vào bọc hành lý hoặc nhiều lúc để cậu tựa hẳn vào lòng. Dù gì bên tai, Vương Hử không phải lấy văn chương mà nói về văn chương, mà khơi rộng mở ra, lấy những điều cảm nhận qua hơn một năm trời chung sống làm căn cứ để nói về binh pháp. Đương nhiên, trọng điểm là nói về nhiệm thế. Thế của nhà binh giống như nước, nước không có hình dạng cụ thể, nên nhà binh không có thế cụ thể. Người có thể giành thắng lợi do sự biến hóa của địch, gọi là thần, có nghĩa là cầm quân thì không chủ trương ở một dạng cố định, phải biến động không ở hẳn đâu một chỗ, phải vu hồi lắt léo mới đạt được mục tiêu. Giống như sự sinh khắc trong ngũ hành, sự biến đổi của mặt trăng mặt trời, sự thay đổi bốn mùa, đều là những cục diện hoạt động. Mấu chốt là phải biến đổi theo tình hình địch, để ứng với cái vô cùng, tuyệt đối không để bị ràng buộc bởi những nguyên lý phổ biến và những cách đánh đặc biệt, tuy cũng không ôm lấy cách đánh cứng nhắc không thay đổi, để ứng với vạn biến. Người cầm quân phải giỏi về tạo thế, gọi là thế, không phải là hình thức chiến đấu chẳng hạn như kiểu dáng của đội hình hay phương thức chiến đấu năm, mà là cái thái thế có lợi về mặt chiến lược, thế sắp đặt có lợi trong một chiến dịch, khiến cho mình luôn đứng ở thế chủ động, cơ động, linh hoạt và có nhiều biến đổi có lợi. Phàm những ai có lực lượng hùng hậu và trang bị hơn hẳn, những ai chiếm giữ địa thế, địa hình có lợi, những ai quân lính được huấn luyện tử tế, sĩ khí hăng hái, những ai có người chỉ huy nhiều mưu mẹo, giỏi nắm thời cơ chiến đấu, thường thường đều có thể tạo nên thế có lợi. Thế không phải là thứ có sẵn mà do chiến lược chiến thuật cao sâu của người chỉ huy vun đắp nên. Một nghệ thuật chỉ huy vững vàng và tính toán giỏi, một kinh nghiệm chiến đấu hết sức dồi dào, cũng như sự suy nghĩ kỹ lưỡng trên chiến lược chiến thuật,
mới có thể tạo nên được. Người giỏi cầm quân phải thực hiện có thế hiểm, có tình tiết ngắn gọn. Điều đó đòi hỏi cầm quân phải linh hoạt, phải giỏi nắm thời cơ chiến đấu, tập trung được ưu thế, binh lực, lấy nhiều để thắng ít, người nào cũng diệt địch. Thế đó như thác bay ở Quỳ Cốc, như đá nhào ở Mông Sơn, như đá mài đập trứng. Chuyển dùng binh lực được mau lẹ, thời gian chiến đấu ngắn ngủi, tức là đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết nhanh. Như chim ó từ trên cao bổ nhào xuống đất để bắt mồi. Làm thế nào trong khi vận động mà vẫn diệt được địch? Ngoài thế hiểm và tình tiết ngắn gọn còn phải nắm thật vững 6 hành động chiến đấu. Một là mau lẹ. Tình hình quân đội chủ yếu là phải nhanh. Chậm trễ tất dẫn đến lỡ việc. Cho nên khi thừa chỗ trống trải mà đánh úp, hành động của nó phải như gió lốc như thỏ trốn, khiến cho địch trở tay không kịp, nên không kịp phòng ngừa hoặc chống lại. Hai là phải yên lặng. Khi cả một đội quân tiến đi, hành động của nó phải yên lặng như rừng cây, hàng ngũ phải ngay ngắn, dáng vẻ phải nghiêm trang khiến kẻ địch mới nhìn đã sợ, không dám đánh úp. Ba là phải mãnh liệt. Đội quân đi đầu, khi đã vào đến đất địch, hành động của nó phải như một đám lửa, khiến cho bên địch không còn đường nào mà trốn tránh hoặc ngăn cản lại. Bốn là phải kín đáo, ý đồ và phương hướng hoạt động của quân ta. Trước khi đưa ra thực hiện, thì sự kín đáo phải như mây đen che phủ cả bầu trời, không nhìn thấy trăng sao, mặt trời. Như thế thì bên địch mới không biết nên ứng phó thế nào. Năm là phải vững vàng. Khi thời cơ chiến đấu còn chưa chín muồi, còn đang lựa chỗ dở mà nhòm ngó, thì hành động phải vững vàng, đứng uy nghi như một quả núi. Như thế bên địch mới không dám động đến. Sáu là phải quyết liệt. Khi ém quân để đột kích, hành động phải như chớp giật sấm rung, nhanh và quyết liệt, khiến kẻ địch hốt hoảng tan rã, không biết phải làm gì. Đúng như câu nhanh như chớp giật không kịp nháy mắt, sấm không kịp bưng tai. Như thế, trong khi bên địch hết hoảng lo sợ, ù tai hoa mắt, thậm chí chân tay còn mất cả cảm giác, sẽ không sao mà đánh trả được. Điền Vũ đã khỏi hẳn, cũng may là vết thương không để lại tàn tích hoặc di chứng gì đáng ngại. Con rắn gây nên tội nghiệt này đáng phải trừng phạt. Thế nhưng đã là loài rắn rết thì làm sao có thể đôi co như thế với chúng được. Vương Hử chỉ tự oán trách mình đã không coi giữ cho tử tế. Còn con rắn vẫn phải để cho có phát huy được tác dụng để lấy công chuộc tội. Một hôm, Vương Hử đã mang cái lồng sắt vẫn nhốt con rắn xuất nhiên ra trước đây. Nó vốn được nhốt trong củi gỗ, nó đã cắn gãy nan củi, chui ra gây tai họa, cắn bị thương Điền Vũ. Từ đó Vương Hử đã làm ra cái lồng sắt rồi nhốt nó vào đấy, lấy que sắt đập vào đầu nó. Nó dùng đuôi ứng cứu, đánh vào đuôi, nó lại lấy đầu bảo vệ, đánh khúc giữa, cả đầu cả đuôi đều đỡ đòn. Con rắn xuất nhiên tuy hung ác, nhưng cũng rất lý thú. Điền Vũ xem đến phát mê và đã nhận cái roi từ trong tay thầy giáo của mình, cũng đánh một lượt như thế. Con rắn cũng vẫn phản ứng như vậy. Đây hóa ra lại là một đồ dùng dạy học rất tốt. Sau khi diễn tả, khiến cho người ta không nói mà cũng hiểu. Người giỏi cầm quân phải làm sao như con rắn đó, khiến cho ba quân hình thành một thể thống nhất, hoàn chỉnh và gắn bó hữu cơ. Các bộ phận có sự phân công mà không xa rời nhau. Khi cần thiết phải có sự ứng cứu lẫn nhau, để cho mình mãi mãi đứng trên thế không thua. Mà đâu chỉ cầm quân mới thế, các loại công việc chẳng việc gì không thế. Chính buổi chiều hôm sau, sau khi trêu chọc con rắn xuất nhiên, trên tảng đá xanh giữa sân, thầy Vương Hử đã giảng giải cho Điền Vũ về lý lẽ. Về trong kỳ thì có chính, trong chính có kỳ, kỳ chính tương sinh, biến hóa vô cùng. Vậy cái gì là chính binh? Nói đại thể, cứ theo nguyên tắc chiến thuật thông thường dùng phương pháp tác chiến chính quy để tiến hành chiến đấu, đều có thể gọi là chính binh. Căn cứ tình hình chiến trường, phải dùng đến mưu kế, đánh vào chỗ địch không đề phòng, xuất kỳ bất ý, đánh cho địch trở tay không kịp. Không áp dụng phương pháp tác chiến chính quy, đều có thể gọi là kỳ binh. Mưu quý ở chỗ biết dùng kỳ binh, kỳ lại do chính sinh ra, không có chính khó có thể tìm thấy kỳ. Kỳ ẩn ở chỗ mật, mật không những tránh được tầm nhìn của địch, mà quan trọng là ở chỗ làm mê loạn tâm trí của địch. Kỳ với hiểm thường thường là đôi bạn đồng hành,
trong lúc nguy nan thì tìm đến chỗ an toàn, ở chỗ hiểm yếu tìm đến thành công. Thời gian, địa điểm mà người ta cho rằng không thể giành được thắng lợi được, thì thường thường lại là con đường bằng phẳng đi đến thắng lợi. Không giỏi không thành sách, có giỏi mới nên kỳ. Trên chiến trường luôn luôn có những dịp ngẫu nhiên, có những dịp may ngoài ý muốn. Những vị tướng có phản ứng chiến lực nhanh thường lại có thể tiếp được những vị khách bất chợt không mời mà đến. Một đích đã trúng rồi, cả cục diện sẽ được thay đổi. Kỳ sở dĩ gọi là kỳ vì nó ngoài sự hiểu biết thông thường, quy luật thông thường và phương pháp thông thường. Hoạt động không có dấu vết nào cố định, hành động rất khó phỏng đoán. Kỳ mưu là mưu lạ, có thể ngẫu nhiên lóe lên trong óc, nhưng đó không phải là một sự ăn may, mà là do tư duy đã phá vỡ cái vòng trình tự logic cũ. Đại phàm là những nhà tư tưởng có thể xuất kỳ binh, đều không câu nệ những phương pháp thông thường. Cho nên trên một chiến trường cực kỳ phức tạp, họ có thể nắm bắt được những cái điểm mấu chốt nhất, thuộc về bản chất nhất, để cân nhắc hành động và quyết sách của mình. Rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, họ vẫn có thể phát huy được tư duy sáng tạo. Từ một điểm có thể, cho dù chỉ là 1%, họ sẽ suy nghĩ một cách nhảy vọt và không theo quy tắc nào. Liên tưởng nhưng không suy xét lại lập tức phá bỏ cái màng lưới của cách nhìn nhận tầm thường, của thành kiến, của cách nhìn lệch lạc, cách nhìn nông cạn. Chau mày một cái, kế bật ra trong lòng. Kỳ tướng quân nhà quân sự tài ba, chỉ có nhảy lên mình con tuấn mã đột nhiên và mau lẹ, mới có thể trong cùng một giờ khắc, cùng một địa điểm, tung hoành bốn cõi tạo nên những kỳ tích như trong thần thoại. Hôm nay xem ra Vương Hử có điều gì hởi lòng hởi dạ, mà lại vui vẻ nói ra một thôi một hồi, khiến Điền Vũ nghe mụ cả người. Thầy và trò đã ngầm giao kèo phối hợp với nhau, nên dạy và học mới hài hòa thống nhất với nhau như thế. Điền Vũ hai tay bưng bát nước đưa lên cho thầy. Vương Hử uống say sưa ngọt ngào, lại còn chép chép miệng, như đang nếm một thứ rượu ngon mới cất. Uống nước xong, nghỉ ngơi thêm một lát, Vương Hử vọt đứng dậy, rút kiếm ra khỏi bao, đâm mũi kiếm vào đám cỏ bên tảng đá xanh, vừa đâm vừa nói. Khi ta đâm mũi kiếm, dáng đứng ban đầu của võ sĩ là chính, quay trở lại đâm một nhát nữa, lại tương đương với kỳ. Danh thủ đứng ở tư thế này, hô lên một tiếng rồi đâm là kỳ, đồng thời quay trở lại thế phòng ngự lại là chính. Như thế gọi là xuất ở thế kỳ, mà đứng ở thế chính, khi bị người ta đánh lại, quay sang trở thành phản kích, đó chính là ở thế chính mà xuất kỳ. Từ đó thấy rằng, danh thủ mà đâm kiếm, trong mỗi một nháy mắt đều đang có sự chuẩn bị và chuyển hóa hai thế công và thủ. Đâm kiếm là như vậy, chỉ huy cả một cuộc chiến tranh cũng thế, chính binh hợp lại chiến đấu, xuất kỳ để giành thắng lợi. Hai thứ đó soi dọi vào nhau tạo nên sự kỳ thú, thể hiện ở phía tiến công, hoặc là kiềm chế chính diện, là chính, vu hồi ở bên sườn, là kỳ, hoặc là hai cánh quân phối hợp, là chính, rồi đột phá ở chính diện, là kỳ, hoặc là dương đông, là chính, nhưng lại kích tây, là kỳ, hoặc để lộ ra ở đây, là chính, nhưng lại đánh ở chỗ kia, là kỳ năm, năm thể hiện ở phía phòng ngự, hoặc là chống chọi chính diện, là chính, nhưng lại kết hợp phía sau làm nguội địch đi, là kỳ, hoặc ngăn cản ở nhiều đường, là chính, tập trung tiêu diệt một đường, là kỳ năm, năm. Nếu về mục đích tác chiến mà nói, lấy chính hợp để phục vụ cho kỳ thắng. Về thủ đoạn mà nói, cái công khai là chính, sự ngấm ngầm là kỳ. Kỳ chính giao hòa với nhau, biến hóa vô cùng, khiến cho địch không lần ra thực hư, không biết ngả nào là chính binh, ngả nào là kỳ binh. Bởi vậy mà trước khi bước vào chiến đấu, kẻ địch cũng chẳng biết nên chuẩn bị thế nào cho tốt, phối hợp làm sao cho đẹp, thích ứng thế nào cho phải. Kết quả hễ động đến là y như rằng ở thế yếu, thế nên tướng tài mới có thể xuất kỳ để thắng trận. Thời giờ thấm thoát tựa thoi đưa, mới đấy mà Điền Vũ đã tới Lăng Vân Quan gần 2 năm trời rồi. Theo phong tục miền Hoa Hạ, học nghề phần lớn lấy thời hạn là 3 năm. Ấy thế nhưng mới chưa đầy 2 năm, Điền Vũ đã moi rỗng cả kho bọc vấn và tri thức về mặt quân sự của thầy Vương Hử. Nửa năm trở lại đây, Vương Hử ngày càng cảm thấy việc dạy dỗ Điền Vũ của mình đã lực bất tòng tâm. Bởi cậu thông minh đĩnh ngộ hơn người, suy nghĩ mau lẹ, mắt lướt qua đã thuộc ngay, hỏi một hiểu mười,
động đến đâu hiểu đến đấy. Thường thường đưa mắt lướt qua mặt thầy, quan sát qua lời lẽ và sắc mặt đã cảm nhận và lĩnh hội được hết ý đồ của thầy. Hơn nữa, còn sâu sắc, thấu biệt, toàn diện và thấm thía. Sự hiểu biết, học vấn và tài ba của con người muốn thế nào cũng chỉ có một hạn độ nhất định. Trước một học trò như thế, ai cũng sẽ cảm thấy mình nghèo nàn và bất tài. Vương Hử ý thức sâu sắc rằng, cứ tiếp tục để Điền Vũ ở bên mình là làm lỡ làng con cái người ta ra. Cho nên đã chớm nảy nở ra ý định để cậu rời xa nơi này trước thời hạn. Nghề làm thầy, như ông lái đò ngang, đón tới đưa đi vốn là nghiệp dĩ, là hiện tượng bình thường. Làm gì có học trò đến học rồi ở lại với thầy suốt đời. Vậy mà Điền Vũ sắp phải ra đi rồi. Điều đó khiến Vương Hử cảm thấy như có ai bảo sói tâm can, đau đớn không chịu nổi. Không giống như Khổng Tử coi dạy học là một nghề của mình. Học trò có tới 3.000, rải rác khắp trong thiên hạ. Thế nhưng học trò của Vương Hử nhận về dạy dỗ cũng không dưới 100 người. Trong số 100 người đó chẳng có một ai sánh bằng Điền Vũ. Người đời sau đã coi việc có được người anh tài trong thiên hạ để dạy dỗ là một trong 3 niềm vui lớn của đời người. Họ thậm chí còn sướng hơn là làm vua thiên hạ. Sự thực đúng như vậy. Tình thầy trò đã nảy sinh ra sự thương mến ruột già. Tình cảm như chân với tay. Thầy giáo đã dồn hết tâm huyết và niềm tin cậy vào học trò của mình. Sự trưởng thành hoặc làm nên hay có đóng góp của học trò là niềm kiêu hãnh, tự hào và hạnh phúc của người thầy, và chỉ có những người làm thầy mới thực sự được hưởng tình cảm đó. Những người làm nghề khác, kể cả những người cao sang, quyền bính trong tay cũng không thể có quyền hạn và phúc phận đó được. Làm thầy cả đời, cho dù chỉ dạy được có 1 đến 2 anh tài, thì cống hiến của người thầy đó với xã hội, với loài người, không thể có một người nào có thể sánh kịp, bởi những anh tài đó sẽ thúc đẩy cả xã hội tiến lên, thay đổi được vận mạng của cả một đất nước, một dân tộc và 100 họ, mang lại hạnh phúc cho muôn đời con cháu mai sau. Vương Hử cho rằng, Điền Vũ chính là một anh tài hiếm có trên đời, giờ đây sắp phải chia tay. Làm gì ông chẳng thấy bịn rịn quyến luyến, tiếc nuối như mất đi hòn ngọc. Điền Vũ vốn là một thiếu niên tinh anh nên tâm tư của thầy giáo Vương Hử thế nào, làm gì cậu chẳng nhìn ra. Bởi vậy, gần những ngày này tình cảm của cậu như bị hững hụt, suốt ngày ỉu xìu xìu, tựa hồ như người bị ma ám, thường không biết mình đang làm gì, mình đang nghĩ gì. Thế nhưng Điền Vũ ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ có lý trí, nên cậu đã biết cố kìm nén tình cảm của mình, một mặt cố gắng và khắc khổ học tập, cố làm sao để thầy bớt đau buồn và hao tổn tinh thần, một mặt ân cần hầu hạ, làm vui lòng thầy, cố hết sức để thầy rút ra được một kết luận. Có Điền Vũ ở bên mình, cuộc sống thuận tiện thêm rất nhiều. Cậu vốn là con người có tính hướng nội, không khéo biểu hiện mình. Hàng ngày nếu không phải là hỏi thầy giáo việc gì hoặc trả lời những câu hỏi của thầy, thì cậu rất ít nói, suốt ngày lầm lì. Thế mà lúc này cậu luôn luôn chủ động nhiệt tình trò chuyện với thầy, hết chuyện cửa chuyện nhà, lại nói chuyện lịch sử, kể chuyện hoặc hỏi thầy đi sâu vào học vấn. Tất cả những điều đó chỉ nhằm một mục đích duy nhất, tức là làm thế nào để thầy từ bỏ ý định bảo mình ra đi trước thời hạn. Từ khi đến với thế giới loài người này, tuy đã sống gần 20 năm trời, nhưng những người mà Điền Vũ đã từng tiếp xúc và chung sống thực ra không nhiều. Cha thì nghiêm khắc đến mức cạn tàu giáo máng, khiến làm con kính trọng mà không dám gần. Mẹ tuy rất dễ gần, đáng yêu, đáng kính nhưng lại mềm yếu và bất tài. Thầy giáo Trương Phụng Chi tuy học rộng hiểu nhiều, đối xử rất chân thành, nhưng phải cái hoài bão rất hẹp hòi, khí lượng nhỏ bé. Thầy giáo Phương Bắc Cổ thì y như một cái thây được đào trong mộ cổ, cứng nhắc và cũ kỹ đến phát ngấy lên. Thầy giáo Triệu Hữu Phúc quả cũng trung hậu thật thà, tâm địa cũng hiền lành nhưng mỗi tội nhu nhược và cổ hủ, thậm chí không xứng đáng là một đấng nam nhi. Cho đến lúc này, thần tượng mà Điền Vũ sùng bái tôn thờ trong lòng chỉ có 2 người, đó là ông nội mình, Điền Thư, và thầy dạy mình, Vương Hử. Nhất là trong những ngày Điền Vũ bị rắn cắn rồi nằm liệt giường, sự săn sóc bù trì và chăm lo mọi đường của thầy Vương Hử với Điền Vũ đã vượt xa sự nhân từ của một bà mẹ. Phải nói rằng, không có thầy Vương Hử thì không có mạng sống của Điền Vũ lúc này. Nếu nói về mặt này, ơn đức của thầy Vương Hử còn trên cả ông nội. Nghĩ trước nghĩ sau, làm sao mà Điền Vũ chẳng thấy thầy Vương Hử gắn bó với mình như keo sơn, khó có thể chia lìa nhau được. Là một người bề trên lớn tuổi, Vương Hử không thể làm việc theo cảm tình. Ông cần phải hiểu được đại nghĩa,
thấy được những cái lớn lao. Qua nhiều phen dằn vặt và mấy lần lau nước mắt, cuối cùng ông đã nêu ra một vấn đề mà cả hai bên đều không muốn tiếp nhận. Cái giờ khắc khiến cả thầy lẫn trò đều phải rưng rưng mắt lệ đó, cuối cùng cũng vẫn do Vương Hử vạch ra. Thời gian này, Vương Hử nhiều khi đã làm trái với lòng mình kể cho Điền Vũ nghe về lý lẽ ở trên đời này chẳng bao giờ lại có thể xảy ra những buổi tiệc không tàn. Ngay như con chim én trước hiên nhà, chim sẻ dưới mái nhà kia cũng vậy. Sau khi chúng đã đủ lông đủ cánh rồi, cũng vẫn phải xa cha xa mẹ. Huống chi là con người tìm thầy học nghề, nhân quần trong thiên hạ, có họp tất có tan. Các quốc gia trong thiên hạ có phân ly tất có hợp, hợp tan phân hợp, cũng xuất phát từ tự nhiên như mặt trăng mặt trời thay đổi cho nhau. Cái thế phải làm, bất tất phải đau lòng rơi lệ. Điều hệ trọng hơn là sau khí trò rời khởi đây rồi, phải mải sắc trí tiến thủ, cố gắng để học rộng hiểu nhiều, để mai ngày đủ sức chọi cùng sóng lớn, cứu vớt muôn dân, đem hạnh phúc cho thiên hạ. Được như thế, làm thầy cũng được an ủi và ấm lòng lắm rồi. Vương Hử khuyên Điền Vũ chớ nên thương tâm rơi lệ, nhưng chính mình nói đến đâu thì nước mắt ứa ra đến đó. Mỗi khi như thế, hai thầy trò lại ôm lấy nhau mà khóc ròng, nước mắt chan hòa. Vương Hử lại lặn lội nơi núi cao rừng thẳm, dương cung lên săn bắn, kiếm những đặc sản ngon nhất của núi rừng để làm một bữa ăn tiễn biệt Điền Vũ. Hai thầy trò lại lần nữa dốc bầu tâm sự suốt ba ngày đêm. Trong Lăng Vân Quan, ánh đèn nhợt nhạt sáng sáng lại hòa chung vào ánh sáng ban mai. Điền Vũ phải ra đi, Vương Hử đưa tiễn học trò hết chặng này sang chặng khác, cho đến lúc đưa ra khỏi khe Quỷ Cốc, núi Nghi Mông. Dọc đường, Vương Hử đinh ninh dặn dò Điền Vũ, về đến nhà phải cố công tổng kết các cuộc chiến trong lịch sử, bỏ sức lực ra đi khảo sát chiến trường xưa, tự mình phải đi tìm tòi, mà khám phá, mà sáng tạo, mà phát hiện những điều mà mình cần phải phát hiện. 2 năm, với hành trình của một đời người chẳng qua chỉ như một nháy mắt. Vậy mà trong 2 năm ấy, Điền Vũ đã lớn bật thành một chàng trai chững chạc và khỏe khoắn. Về đến nhà, những người lớn tuổi thấy chàng thì mừng không để đâu hết. Lớp trẻ hơn gặp mặt, ai cũng tỏ ra kính nể. Cả nhà mừng vui chung hưởng niềm vui lớn trong đời. Những ngày đầu mới gặp lại, từ trên xuống dưới thế nào cũng có chuyện hỏi han tình hình từ ngày chia tay nhau tới giờ. Rồi chuyện cuộc sống ở nơi ăn học, những gì thu lượm được sau thời gian học nghề, tập võ. Tuy từ trước tới giờ vốn là người ít nói, vậy mà hôm nay Điền Vũ lại tỏ ra khác thường. Hào hứng sôi nổi hết khoe về Quỷ Cốc lại kể về Nghi Mông. Nhất là nói rất nhiều rất kỹ về thầy Vương Hử mà mình vốn sùng kính. Khoảng 10 hôm sau, được sự đồng ý của ông nội và cha mẹ, tuân theo lời dặn của thầy, Điền Vũ bắt đầu một chặng đường mới gian nan là tìm đọc lịch sử chiến tranh và khảo sát những chiến trường cổ xưa. Trước hết, Điền Vũ đi khảo sát Quỷ Khiu. Quỷ Khiu là một làng thôn ở phía bắc Thương Khiu, kinh đô nước Tống. Từ kinh đô nước Tống đến Quỷ Khiu phải đi 5 ngày đường. Đây là nơi rất hẻo lánh, rất nhiều cây liễu. Mặt đất phủ dày một lớp cát trắng, trên đồng cát nhô lên mấy cái gò cao, và khắp các gò cũng lại phủ đầy cát trắng. Một gốc cây nhỏ cũng không mọc nổi, nhưng giữa gò nọ với gò kia lại điểm xuyết một ít cây liễu tạo nên một khung cảnh u nhã êm đềm. Cả vùng đồi gò này gọi là Quỷ Khiu. Năm 651 trước công nguyên, chư hầu các nước tranh quyền bá chủ Trung Nguyên do Tề Hoàn Công đứng đầu cùng các nước Lỗ, Tống, Trị, Vệ năm đã họp với nhau ở Quỷ Khiu, ký kết với nhau minh ước là không thay đổi tuyến đê giữ nước Hoàng Hà. Lúc bấy giờ khi ký kết minh ước, đều lấy súc vật làm vật hy sinh, cử hành nghi thức truyền thống là sáp huyết. 8. Nhưng hội nghị Quỷ Khiu lại không làm cái hành động cao cả nghiêm trang ấy, mà chỉ đặt tờ minh ước cùng lễ với con vật bị trói mà thôi. Trước khi có minh ước, dòng nước Hoàng Hà ào ào gây nên không biết bao nhiêu vụ chiến tranh. Mỗi lần như thế là một lần tàn phá ruộng vườn, hủy hoại nông trang, khiến cho muôn ngàn người dân vô tội tan cửa nát nhà, lưu lạc bốn phương. Minh ước Quỷ Khiu ký kết hơn 100 năm sau, thời đại đổi thay, minh ước ấy lại càng được thực hiện nghiêm chỉnh. Nước Hoàng Hà không còn lần nào dám hoành hành, ngay cả những khi chiến tranh liên miên, đất nước chẳng một ngày nào yên. Nhưng thế gian vẫn còn có một thứ để mà trông cậy. Điền Vũ vừa khảo sát vừa xem sử sách. Đầu đời nhà Chu,
Văn Vương tu thiện tích, đức, thiên hạ đều thần phục. Ngu, nhuế tranh lợi, chẳng nước nào nhường nước nào. Thế là vào nước Chu, nhờ Văn Vương bình luận và phán xét giúp. Vào qua biên giới nước Chu, thấy người cày ruộng nhường bờ cho nhau. Tục lệ của dân thì người dưới nhường người trên. Người của nước Ngu, nước Nhuế thấy vậy xấu hổ không biết lánh mặt vào đâu. Quay sang bảo nhau, ta tranh nhau thế, chỉ tổ cho người nước Chu họ cười cho. Này có gặp Văn Vương, cũng chỉ là để nghe lời cười chê. Chưa kịp gặp Văn Vương, họ nửa đường quay lại, nhường nhịn lẫn nhau. Văn Vương giấy đội quân nhân nghĩa, lần lượt chinh phạt Huyền Nhung, Mật Tu, nước Kỳ, nước Hàn. Như gió thu cuốn lá vàng, chẳng bao lâu thống nhất được thiên hạ. Vũ Vương phạt Trụ, quân của Trụ tuy nhiều nhưng không muốn đánh mà chỉ nghển cổ trông ngóng đội quân nhân nghĩa đến sớm. Vũ Vương đến, dân chúng cơm nắm cơm đùm đi đón. Quân của Trụ bảo nhau bó giáo quy hàng hoặc quay mũi giáo đánh trợ lực cho Vũ Vương. Vũ Vương động đến đâu, quân Trụ tan rã đến đó. Thời Xuân Thu, vì nước Trịnh đồng minh với nước Tấn, Sở Vương đem quân đi đánh nước Trịnh. Quân Sở vây nước Trịnh 3 tháng, và Trịnh đã dâng thành hàng Sở. Sở Vương vào đến Hoàng Môn, Trịnh Tương Công cởi trần dắt dê ra đón. Những sự thực lịch sử ấy nói với Điền Vũ rằng quân đội nhân nghĩa là vô địch trong thiên hạ. Sau này trong cuốn binh pháp của mình, Điền Vũ đã nhấn mạnh rằng giấy binh phải từ lòng nhân, cầm quân nên có nghĩa. Năm 627 trước công nguyên, Tần Mục Công giao Mạnh Minh làm đại tướng, Tây Khất Thuật, Bạch Ất Bính làm phó tướng, dẫn quân về phía đông với ý đồ bất ngờ đánh úp nước Trịnh. Nước Trịnh có một gã lái trâu tên là Huyền Cao. Hắn lùa hơn 300 con trâu bò đến Lạc Dương để bán. Đi đến bến Lê Dương, từ miệng một người bạn cũ mới ở nước Tần về, cho biết một tin tức là nước Tần sắp đem quân đi đánh nước Trịnh, dự định ngày 12 tháng 12 sẽ cất quân, không lâu nữa sẽ tới nơi. Là một chí sĩ chung với vua hiếu với nước, Huyền Cao muốn giải mối nguy này cho đất nước. Khi khốn khó bỗng ló ra mưu, Huyền Cao một mặt sai người quay lại, đi ngày đi đêm để về kinh đô báo tin cho nhà vua biết, một mặt cải trang thành sứ giả, chọn lấy 20 con trâu bò béo nhất lùa đi, còn lại gửi quán trọ trông giúp, rồi tự thắng một cỗ xe đi thẳng đến chỗ quân Tần. Đi đến Diên Tân của nước Hoạt thì gặp quân Tần. Theo lễ tiết của sứ thần, Huyền Cao gặp được Mạnh Minh là chủ tướng quân Tần và nói rằng: vua nước tôi nghe tin ba vị tướng quân mang quân đến đây, nên đã chuẩn bị sẵn một chút lễ mọn, cử tôi đến đây đón rước và thăm hỏi các vị. Vì chúng tôi ở kẹt vào giữa các nước lớn, luôn luôn bị quân đội nước ngoài xâm lấn, cho nên lúc nào cũng phải khí giới xe ngựa sẵn sàng. Tướng sĩ biên phòng cũng không lúc nào được lơ là, khí giới luôn luôn bên mình. Các vị có thấy xin cũng đừng làm lạ và đừng để ý làm gì. Mạnh Minh nghe xong, bỗng giật mình kinh hãi. Hắn thấy quân lính của mình mệt mỏi, từ phương xa ập đến với ý định là đánh vào chỗ người không phòng bị. Nay nước Trịnh đã biết tổng hành động này rồi, lại đã chuẩn bị đầy đủ các mặt như thế, đánh vào cũng khó thắng. Thế là quân Tần thay đổi kế hoạch, tiện tay vơ vét một mẻ nước Hoạt, rồi rút quân về nước, tâu trình sự việc với Tần Mục Công. Năm 634 trước công nguyên, nước Tấn liên quân nước Tấn đánh nước Trịnh, là nước nhỏ nằm kẹt giữa hai nước lớn. Nước Trịnh tuy có liên minh với nước Sở, mong nước Sở đem quân đến cứu viện. Tuy nhiên nước Sở lại sợ oai hai nước Tần, Tấn, không dám xuất quân cứu nước Trịnh đang cơn nguy ngập. Vua nước Trịnh biết vị lão thần Trúc Chi Vũ là một nhà ngoại giao lão luyện, có tài hùng biện, lại có gan, nên đã cử Trúc Chi Vũ xuống khỏi thành lầu, đi thẳng đến trại quân Tần xin gặp Tần Vương. Tần Vương đã tiếp kiến Trúc Chi Vũ. Trúc Chi Vũ nói với Tần Vương rằng nước Tần tham dự vào việc vây nước Trịnh, không biết là tại làm sao. Tần Vương nói nước Tần tham dự chinh phạt nước Trịnh là giúp nước Tấn thảo phạt kẻ đã vong ân bội nghĩa, đó là một hành động chính nghĩa. Trúc Chi Vũ lại nói với nước Tấn, nước Triệu quả là có điều thất lễ, nhưng đối với nước Tần hùng mạnh thì lại dốc lòng kính phục, sùng bái hết mức. Tần Vương vẫn là một đấng minh quân hiền đức, nay lại giúp nước Tấn từ xa mang quân đến đánh úp Trịnh. Với Tần hai nước cách xa nhau muôn núi ngàn sông, đánh Trịnh, sau khi mất nước Trịnh thì nước Tấn sẽ chiếm lĩnh, như thế nước Tấn sẽ hùng mạnh thêm. Tấn với Tần là hai nước láng giềng của nhau, sau khi nước Tấn hùng mạnh rồi
đối với nước Tần há lại chẳng phải là mối đe dọa chờ sẵn đó sao? Cho phép thần được nói thẳng, hành động này của đại vương chính là tự gọt chân mình, nước mình, làm sao không khiến người ta lo lắng cho được. Tấn lại không phải là nước biết điều tín nghĩa, nhớ chuyện xưa Tấn từng hứa cho Tần đất Tây Hà, sau rồi lại tự nuốt lời hứa, điều binh khiển tướng, đe dọa đến an toàn của nước Tần. Đại vương sáng suốt như thế sao lại có thể để một láng giềng như hổ như sói thế? Theo ngu ý của thần, nước Tần tốt nhất là rút lui ngay ra khỏi cuộc chinh phạt này, bãi binh quay về hướng Tây. Như vậy nước Tần sẽ có trăm cái lợi mà không có cái hại nào. Tần bãi binh rút về phía Tây, trịnh nguyện làm nước bảo hộ cho Tần. Sau này Tần tiến ra Trung Nguyên, có phải lợi biết bao nhiêu không? Những câu nói đó của Trúc Chi Vũ đã thuyết phục được Tần Vương. Hai bên ngầm cam kết với nhau, chủ động rút quân. Nước Tấn thấy Tần rút quân, Trịnh và Sở hai nước vẫn liên minh với nhau. Nước Sở tất cho quân tiếp viện. Tấn không còn sức một mình đánh nhau với Sở, đành chịu bẽn lẽn cúp đuôi mà lui quân. Cuộc vây Trịnh chẳng đánh cũng tan. Năm 656 trước công nguyên, Tề Hoàn Công liên hiệp các nước đồng minh với mình là Lỗ, Tống, Trần, Trịnh, Vệ, Hứa cùng nhau đánh nước Sở. Trong tình trạng quân đã áp sát biên giới, Sở tuy là nước khá hùng mạnh, cũng hiển nhiên ở vào thế bí. Sở Vương liền sai sứ giả đến giao thiệp với quân Tề, chất vấn Tề Hoàn Công: ông ở Bắc Hải, ta ở Nam Hải, đôi bên chẳng có gì dính líu va chạm với nhau, không hiểu ông mang quân can thiệp vào đất của ta là cớ làm sao. Quản Trọng trách hỏi nước Sở tại sao không chiều cống Chu Thiên Tử, đồng thời còn chất vấn đến chuyện cũ Chu Chiêu Vương bị chết đuối ở Hán Thủy. Sứ thần nước Sở đáp rằng, chuyện thứ nhất là lỗi lầm, lập tức sẽ khôi phục lại việc chiều cống. Còn về cái chết của Chiêu Vương, thì nước Sở không chịu trách nhiệm. Nước Tề không hài lòng với những câu trả lời đó, tiếp tục tiến quân. Sở Vương lại sai sứ giả Khuất Hoàn tiếp tục giao thiệp với quân Tề. Tề Hoàn Công đã bày liên quân ra thành trận thế, đe dọa Khuất Hoàn, đòi hỏi phải ký ngay bản điều ước với nội dung có lợi cho nước Tề. Khuất Hoàn không chịu nước lép vẫn cứng cỏi trả lời, nhà vua nếu đùng sức mạnh, nước Sở sẽ lấy Phương Thành để làm thành, lấy sông Hán Thủy làm trì, quân nhà vua có đông cũng chẳng làm gì được. Đó quả thật là những lời lẽ ngoại giao thẳng thắn và khúc chiết. Tề Hoàn Công không thể không ký kết bản hòa ước mà không phải điều nào cũng có lợi cho mình rồi rút quân. Đọc mãi, Điền Vũ thấy xuất hiện hai sự việc xảy ra ngay trong triều đình lúc này. Nước Yên, nước Tấn liên quân lại tấn công nước Tề. Nước Tấn đánh đất A Quyên, nước Yên xâm phạm Hà Thượng, quân Tề thua to. Cảnh Công lo sợ, Yến Anh tiến cử Nhương Thư. Cảnh Công bổ nhiệm Nhương Thư làm đại tướng, ra lệnh cho ông này mang quân đi chống chọi với quân nước Yên và nước Tấn. Cuối cùng do Nhương Thư giữ nghiêm pháp lệnh, yêu thương quân lính, quân Tấn nghe thế bãi binh. Quân nước Yên thấy vậy vượt sông mà trốn. 7-8 năm trước đó, Yến Anh đã đem quân Tề đánh nhau với quân Tấn, quân Sở, để ra oai của nước Tề. Trong đó ba vị tướng là Công Tôn Tiệp, Điền Khai Cương, Cổ Giã Tử là người có công lớn nhất. Sau khi chiến tranh kết thúc, ba vị tướng ấy cho mình là người phi thường, hách dịch vênh váo. Đại công thần thực sự như Yến Anh lại khiêm tốn lễ độ, ba ông tướng kia lại càng không coi ai ra gì, không coi trời đất pháp luật ra gì. Thế là kỷ cương phép nước bị rối loạn, không còn ngày nào được yên hàn nữa. Một hôm, Cảnh Công cho vời Yến Anh nói, ba tướng Công Tôn Tiệp, Điền Khai Cương, Cổ Giã Tử không coi pháp luật ra gì, không thể tiếp tục mãi thế này được, theo Thái Tể thì nên làm thế nào? Yến Anh sớm đã không thể nhịn được, thấy hỏi vậy, liền lập tức trả lời, không phải không biết đến công trạng của ba người, nhưng nghĩ là nghĩ cho nước cho dân, phải trừ ba kẻ hung bạo này đi càng sớm càng tốt mới được. Ái Khanh với chấm không mưu mà hợp. Cảnh Công vuốt nhẹ tròm râu bạc, trên mặt để lộ ra nét hài lòng và nói tiếp, việc này để Ái Khanh xử lý thôi. Yến Anh đáp, thưa đại vương, xin vâng. Vua tôi hiểu nhau, mệnh lệnh cũng dứt khoát, trả lời cũng gọn gàng. Ngày hôm sau, Yến Anh sai người ra vườn hái về hai quả đào, đặt vào chiếc đĩa ngọc thật đẹp. Sau đó mời ba ông tướng kia đến nói, nước Tề ngày nay đều trông cậy vào ba vị tướng quân anh dũng giết giặc nơi chiến trường biên giới. Nay có hai trái đào thơm, không nỡ ăn một mình,
nên mời ba vị đến đây cùng thưởng thức. Đáng tiếc là đào ít mà người nhiều, cho nên chỉ dành cho hai vị có công lớn được ăn Yến Anh chỉ mấy quả đào trong đĩa. Ngọc nói tiếp, đào ở đây ai tự cho rằng có công nhất, xin cứ đến lấy mà ăn. Yến Anh còn chưa nói hết câu, cả ba người cùng bâu cả lại, cùng một lúc đưa tay vồ lấy đào. Kết quả, Công Tôn Tiệp và Điền Khai Cương mỗi người vồ được một quả. Cổ Giá Tử chộp hụt, giận quá hóa cùn, hét lên, các người có tài có đức quái gì mà lại dám cầm đào mà ăn. Hai ông tướng vồ được đào nghe nói cứng họng, lát sau quay ra vặc lại, còn ngươi thì có cái gì ghê gớm mà dám lồng lộn lên trước mặt Thái Tể. Ba người cãi nhau, mỗi người một câu, chẳng ai nhường ai, một lúc một thêm kịch liệt. Cuối cùng cả những câu tục tĩu khó lọt tai nhất cũng với nước bọt cũng được văng ra bắn tung bốn phía. Yến Anh không hề thay đổi sắc mặt, ngồi im một bên. Mãi lúc lâu sau mới bảo, ba vị tướng quân oai phong lẫm liệt, thật khó mà biết ai hơn ai kém. Tốt nhất là lấy sổ sách ghi chép chiến công ra mà so để bì cao thấp. Yến Anh nói thế, đã có người lấy từ trong tủ ra bản ghi chiến công, bày trước mặt ba ông tướng. Yến Anh lại nói tiếp, chiến công của ba vị đều ghi hết ở đây thì cứ lấy sổ này mà so sánh cao thấp thôi. Yến Anh làm như vậy, đương nhiên cả ba ông tướng đều không có ý gì khác. Theo sự ghi chép về chiến công, sở dĩ Công Tôn Tiệp và Điền Khai Cương lập được công lớn như thế đều là nhờ ở quân tiếp viện của Cổ Giá Tử hăng hái diệt địch. Đang giữa lúc tranh cãi kịch liệt, Công Tôn Tiệp và Điền Khai Cương đã ăn hết đào thơm từ lâu rồi, lúc này nhẹ không ra, moi không được nữa, thẹn đến nỗi không có lỗ nẻ mà chui cho thoát. Ngay đêm ấy lần lượt tự tử chết. Hôm sau, Cổ Giá Tử được tin hai ông tướng kia đã chết, hổ thẹn quá chừng, không còn mặt mũi nào nhìn thấy người đời, cũng dùng bội kiếm tự kết liễu đời mình. Yến Anh không dùng vũ lực, nhẹ nhàng khử được ba tên tướng bệnh hoạn hại nước hại dân. Đêm khuya, điện phủ rộng thênh thang, khắp nơi đều im phăng phắc. Chỉ có căn phòng cửa Điền Vũ là vẫn còn leo lét ánh đèn. Điền Vũ đi đi lại lại một mình trong phòng, trong óc đang xáo trộn lên các thứ sử liệu vừa đọc trong ngày và câu chuyện tề cảnh công với Yến Anh. Thoáng một cái, tình hình của cái gọi là đại hội đấu bảo cùng hình tượng người cha ùa vào trong đầu óc chàng. Sự thâm nghiêm của Tấn Dương Cung, sự bá đạo của Tấn Bình Công, mặt mũi cú vọ của Triệu Vũ, những viên châu báu lấp ánh muôn màu ở sảnh đường, vẻ chính khí hiên ngang của cha mình và dáng điệu thảm hại nực cười của vua tôi nước Tấn. Những cảnh ấy, những hình ảnh ấy và cả những tư liệu lịch sử và hiện thực, tất cả nhảy múa, lấp loáng, đan xen trước mặt Điền Vũ, biến thành ánh mây hồng rực rỡ và ánh ngày ngời ngời. Quầng sáng màu da cam hắt lên và chiếu vào người chàng, trùm lấp chàng, khiến cho trái tim Điền Vũ thoáng đạt và rộng mở hơn. Chàng vội vàng lấy thanh giản độc ra, vung bút lên viết những điều nhìn nhận như sau. Bách chiến bách thắng là ở người giỏi trong những người không giỏi. Thứ quân không đánh mà khuất phục được người, giỏi trong những người không giỏi vậy. Cho nên trước hết phải đánh bằng mưu, sau đó là đánh bằng ngoại giao, thứ ba là đánh bằng quân lính, sau cùng mới là đánh thành. Đó là điểm cơ bản về lý luận trong binh pháp của Điền Vũ và là chủ tuyến của tư tưởng quân sự. Nói cho cụ thể ra, nó bao hàm nội dung của ba mặt sau đây. Thứ quân làm gục người khác mà không phải đánh. Hai là lấy thành người ta không phải công. Ba là phá nước người khác mà không cần lâu. Muốn đạt được mục đích ấy, phải có thế nước vững mạnh như núi đồi, có một binh lực khiến người khác nghe thấy oai đã mất mật. Phải xây dựng một đảo quân nhân nghĩa, không những quân dân nước mình vui vẻ mà theo, ngay cả dân chúng của nước bị đánh cũng cơm đùm cơm nắm ra đón. Cần phải có nhà mưu lược quân sự thiên tài và nhà ngoại giao cử khôi. Điền Vũ mắt không rời sách, chân không dừng bước, vẫn tiếp tục đọc lịch sử chiến tranh, khảo sát chiến trường cổ xưa, tìm tòi, khám phá để thu lượm mọi thứ cần thiết cho mình.